10% pin. Xong rồi cuộn dây điện thôi. Trời, cái này xinh quá. Hôm qua đang live, cái tự nhiên em thấy cái cục này nó còn ở đây cũ lắm. Nó mù thiệt chừng luôn. À nó té. Kêu bên nhà cái nào mà nhớ nó nhóm cái mối kêu mối ơi bên nhà chỗ mình đi kiểm tra hàng ấy, cái chỗ đấy kiểm xong rồi cái nào bên qua đây chị. Em chuẩn bị cái cây còn cái nhang không? Chuẩn bị cái nhang đây để nó về sang để đây để chị lựa luôn. Còn cái nhang không em? Còn không? Còn. Để đây này, em để sẵn cái nhang này. Để nó bê qua thì em kêu nó bê bỏ cái nhang thì chị lựa luôn. Để chị like luôn. Rồi xong cắt ngắn vậy, xong cắt dài dài chút coi. Chắc vậy rồi cầm bao nhiêu miếng mới đủ ăn. Cái này dưa lưới. Cái này mình cắt giống như kiểu rủ ấy. Bây giờ cắt như vậy hai tay cầm hai miếng luôn à? Mình cắt dài dài ra như cái bụng ấy. Ôi chào các chị yêu nha. Ừ, nói chung có vị gì đó. Thấy mất mẹ vị rồi. Ăn vô thấy mát. Ừ, nói chung mình mát mát, mặn mặn thôi. Ôi cũng ngọt con, trong một trong ngọt. Chào các chị yêu mới vào nha. Ê, cái này ở trong ngọt lắm. Dưa lưới. Con thường làm cái tủ á là đúng ý rồi các bạn. Chào các chị yêu mới vào nha các chị yêu ơi. Hôm nay em chị Đào thích đầm đầm thông dụng, đầm ngắn, giặt áo như em đang mặc á. Chị bơi vào đây nhé. Hôm nay em like cái đầm cái dạng đầm giống em đang mặc nè. Đầm công dụng á, người ta gọi là đầm công dụng mặc hàng ngày á. Chào các chị yêu nhé. Chào các chị yêu nhé. Chắc một vài ngày á chị, tại vì bị vô cục nó đi bây giờ nó không biết trước được á. Cái gì em sẽ hố cho chị nhá. Cái gì em hố cho chị ơi. Cái gì em sẽ hố cho nhá. Em chào chị Bí Lê Vũ nhá. À, chào các em nhé, sáng nay chị nhận được hơn 490 à. Cái đầm nào cũng đẹp xuất sắc hả chị? Dạ cảm ơn chị nhiều ạ. À. Cảm ơn chị. Trời ơi. Hôm nay em bán cái đầm này này các chị này. Đây là baby doll á, áo baby doll á. Nó gọi là đầm ngắn hoặc là áo baby doll này các chị. Ê nó xinh lắm, nhìn là các chị. Trời ơi, em nói mặc ở nhà xinh như thế này, các chị thấy không? Mặc làm công chuyện nhà nó cũng dễ chịu nữa mà nó mát mẻ nữa. Nó vừa xinh mà vừa mát mẻ. Các chị mua về mà mặc có vài chục ngàn cái thôi, em miễn ship, giặt ủ rồi. Hàng của Nhật lại đẹp nữa. Mua về mà mặc cho nó xinh. Hôm nay em lên trễ chút. Ngủ dậy không nhận lời. Hồi sáng thức đến gần trưa mới được. Như 9 giờ. 9 giờ. Để nó lạnh quá, nó bút cái răng quá. Lạnh ăn biết ngon. Biết là ngon nhưng mà cái răng của chị nó bút quá. Nó cạp vô tôi muốn rụng cái răng luôn. Răng hơi nóng. Thì nó mát, nó mát rồi, nó mát tới ít rồi đó, nhưng mà có điều là nó vô răng. Răng chị yếu. Tại vì uống nóng quen rồi. Bây giờ đụng nước lạnh rồi, chị ngộ. Chào có chị yêu nhé. Hello, hello các chị yêu nhé. Ê, chưa chào bà. Có điện thoại. Điện thoại của chị đâu? Chị có cái à? Hôm qua. Cầm qua hả? Đây trả ngay chỗ chị luôn á. Ủa vậy à? Ừ. Đâu có biết đâu. Cho chị cái này coi nha. Đa cái này ta lên đi. Vâng, tí em gọt cho chị quả lê ăn cũng ra vàng răng con ơi. Dạ. Chị giống như chị bị thiếu chất thì sao? Chị người nó cứ kiểu nó thiếu chất polymer, người nó không khỏe. Nó phải có chất polymer nó mới cứng người được. Bây giờ người nó cứ ỉu rồi đó các chị.
ỉm ỉm thiếu chất polymer nó ỉm ỉ thì ừ không nó đâu ừ đó chào các yêu mới vào nha. Nghe giọng Vân Anh rồi. Đúng rồi, cái con vừa sạch háng thế này là con Vân Anh á. Đúng rồi, dư lưới này phải con thế này này. Rồi. Rồi. Đi ăn nào không? Dạ ăn, dạ dạ ăn, được ăn em ăn chị. Dư lưới này đâu, con anh dặn ra em dạ. Anh dặn ra em dạ. Chị chào Châu Châu á. Chứ dư lưới là không gọi con ngắn đâu. Hello chị Ba Châu nha. Mẹ chúc Trang vào chưa? Chốt Vân Vân rồi à. Mà chúc Trang vào chưa? Chốt Vân không? Chốt Vân không? Mẹ chúc Vân không? Cái đường tính nhé. Chào các chị yêu mới vào nha các chị. Ủa thiếu gì nhỉ? À nó ăn. Chúng ta. Đấy nó thiếu. Này qua cắm pin cho chị vậy một tí nói hết cho mẹ đi bàn con qua cắm pin này không xong giống con heo ấy. Chào các chị yêu mới vào nha, hôm nay em lên đồng nhật nhá, đồng nhật à, chị nào thích những cái chiếc đầm xinh giống em đang mặc này, nó gọi là đầm baby don hoặc là áo baby don ha, áo hoặc đầm ngắn baby don, chị nào thích những cái dáng như thế này thì hôm nay đừng bỏ lỡ nhé, tụi em chỉ còn like một like hoặc hai like nữa là hết hàng rồi, cho nên các chị vào mà săn đồ đẹp ha, vừa dễ thương mà lại vừa rẻ vừa đẹp ha, đầm của Nhật đấy, baby don xinh vậy này, trời ơi, con này nó xinh hơn con em đang mặc luôn đấy trời, cái con này xinh lắm, cái con này các chị eo 80 quay về mà thoải mái ai cũng mặc được nhá. Ai cũng mặc được hết nhá, 70.000 một cái, miễn ship tận giường ha. Cưng không? Baby doll này. Đó, xinh ơi xinh. 70.000 lên cho em mã số 1 nhá, mã số 1 giùm em ha, 70.000 eo 80 quay về. Em chia sẻ bài cái rồi em vào luôn đây. Để nó nguội nguội bớt đi lạnh quá. Vân Vân thèm ăn quả lê Vân ơi. Vân Vân thèm ăn quả lê Vân ơi. Mã số 1 cho chị Trung Bảo. Vân Vân hồi nãy có mấy cái em cầm qua đâu Vân? Có mấy cái em cầm qua đâu? Có mấy cái anh chị vào để mở hàng đồ like không? À, ok. Ở đây em có một con áo xịt. Cái con này là... Cái này là hoàng gia. Chất thun lạnh. Nó là hàng hiệu Bozilo ha. Cái này 100.000 một cái. Cái này dạng áo xịt nha các chị. Áo xịt nha. Cái con này... Các chị cứ eo 90 quay đầu về. Mặc siêu đẹp. Cái con này nó hiếm lắm các chị nhá. Phải cui đầm Nhật mà cái dòng mà xịn nhất, đắt tiền nhất mới có những con này ha. Còn bình thường những cái con này các chị muốn mua cũng không có đâu. Đi ra chợ muốn mua cũng không có đâu. Nó là hàng hiệu Bozilo, hàng xịn của Nhật đấy. Tụi em cui trong kiện đầm pin Nhật rất là đắt tiền mới có những con áo này ha. Đây là con áo zip eo 90 quay về. Ai cũng mặc được nha. 100.000 một áo như thế này ha. Cái con này 100.000. Chị nào lấy con này lên cho em mã 100 nhá. Nhìn này. Trời con này xinh lắm các chị ơi. Em nói là mặt bao sướng luôn đấy. Các chị nhìn thấy hoàng gia đẹp không? 100 ngàn nha, lên cho em mã 100 luôn đi ha. Mã 100 luôn nha. Những cái con này 100 chị ơi. Ừ, 100 cho chị nào kìa. 100 ngàn cho chị nào đây? Chị Dung Lê. Mã 100 cho chị Dung Lê có cái bông màu xanh xanh. Con ơi con in cái đơn cho chị Dung Lê có cái bông màu xanh xanh con. Ghi giá 100 ngàn vô dùng chị em. Trời ơi cái đấy mặc sướng lắm chị ơi. Em nói cái này sướng một cái đó mặc sướng 10 á chị. Sướng lắm, mặc sướng lắm. Mặc chị Bích Phạm thì em ơi nhặt cho chị 5 con giống như màu em mặc. À cái màu em mặc là một màu nhưng mà có màu khác được không? Kiểu như vậy thì đầy. Kiểu baby doll vậy thì đấy mà, nhưng mà cái đồ màu khác chứ.
làm sao giống được, đậm Nhật mà sao giống được, đậm Nhật nó có độc quyền mà. Màu hay mẫu ta? Mẫu. Cái mẫu baby doll đúng vậy đấy, nhưng mà cái màu y chang nó không có đâu, tại một mẫu một cái thôi. Nó độc quyền mà, hàng độc quyền mà. Làm sao giống nhau được? Cái gì vậy? Ủa sao nó dễ vô của nó, để cho nó ăn đi. Sao tán nó? Nó đi lấy lê nó bỏ vô ấy. Rồi em chia sẻ bài xong rồi. Đây điện thoại trả em ơi. Nè nè nè. Trời ơi. Thấy nó ăn được miếng dưa nó tỉnh người rồi. Ăn thêm miếng nữa cho nó tỉnh đi ha. Ăn thêm một miếng nữa cho nó nâng cao sĩ diện. Mở cái gì nhá, ngon lắm á chị ơi. Vô lưới. Người nó yếu 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 sao á. Không bán, suốt ngày ăn. Ăn vô chút nó man mát chút quá, sao người đuối quá. Nó bị thiếu chất polymer cái gì ạ, đuối quá. Chị Bình Phạm thì kêu là có này. Có, không biết có. Chị Bình Phạm thì ơi, có gì đấy. Em đủ cái cỡ à, em vừa cơm. Ăn một miếng cho nó tươi tỉnh cái, nó bắt đầu chiến à. À, nhiều màu vậy ạ, ok. Yếu chất polymer. Người nó yếu yếu ấy ạ. Vâng vâng, tí thuận tiện nấu nhị ấm bình nước hết em ơi. Chị hết mẹ nước rồi, sao tôi ăn uống rồi thiếu đừng muốn mình biết. Thiếu ăn bây giờ thiếu uống nó khổ. Chị thiếu chai nước và hết mẹ nước rồi chị Vân ơi. Rồi xong rồi ra. Tranh thủ cái cỡ ha. Tầm đẹp. Tranh thủ like ta bây giờ tối nó cho xong luôn ha. Ca lát thắt bơm mẫu cho chị nhé. Cảm ơn em Nhi. Thấy mặt ngu không? Mới ngủ nhà. Đuối quá. Rồi đuối quá trời đuối luôn. Thức suốt đêm mà, thức suốt đêm đến gần trưa mới ngủ. Mấy cái con này nói phê lòi cả ra. Hoàng gia. Mấy con hoàng gia đắt tiền là cái gì em, 100 một cái. Nó là những cái con áo hoặc là đầm ngắn thôi, nhưng mà nó tuyệt vời đẹp nha các chị. Gì này, họa tiết hoàng gia cỡ này này. Mấy con này em đã mặc không có đụng hàng luôn ha. Hàng Nhật. Cái này nó có độ co giãn hơi thôi. Cái này thì nó dễ mặc. Gấm nha. Ôi dồi, nhỏ bé em chị biết em bao nhiêu không? Em 70 kg á. Eo 80 82, nhưng mà em toàn mặc rộng. Tầm eo 90 đổ về em cứ mặc tầm từ eo 80 đến 90 em cứ mặc tương nhiên như thế. Con này cho em nhá, con này xịn nha. Cái con này là con hoàng gia cái gì nhá. Mấy con này là con áo hoàng gia đó. Nó là áo phông dài này hoặc đầm ngắn này. 100 một con ha. Chị nào eo 80 quay về. Chị nào mà eo 80 quay về ai cũng mặc được. Cái con này 100 một con nhá. Nên em mã số 2. Mã số 2. Mấy con siêu phẩm này là 100 một con các chị nhá. Mấy con hoàng gia. Con này mà các chị make quần sọt cho em thề không đụng hàng luôn á. Nó xinh vậy. Đẹp lắm nha. Chào chị Đông Phương Tiêu nhá. Chào các chị yêu nhá. Con đẹp lắm. Eo 80 quay về mã số 2 giùm em nhá, 100 ngàn. Bữa nay có vài có một số con áo các chị vào mà săn. Đây này, áo VIP này. Nhìn này. Mấy con áo VIP này các chị mặc sướng lắm. Không có ở đâu mà có cái áo là 100 ngàn đâu. Mà số 2 cho chị Trang Lê Hộp. Nhìn này chị này, cái gì này. Áo nha, áo xịt nha. Để em, cái này để em nhặt cho mấy cái luôn. Để các chị mua combo mấy cái luôn cho sướng này. Đây một cái này. 100 ngàn một cái này. Mấy cái áo này sướng lắm. Mấy áo này các chị không có mua ở cái dòng nào mà có cái áo mà sướng vầy sơn á. Nó gọi là áo baby doll á chị, giống em đang mặc này. Nhưng mà cái con của em mặc nó không co giãn. Cái con này nó co giãn mới sướng này. Nó mát lạnh à. Con của em là con, còn con này là thung lạnh mới sướng à. Em khoái thung lạnh à. Khoái con nào thung lạnh à. Để em nhặt cho mấy cái áo chị Bình Phạm Thị đúng không? Chị Bình Phạm Thị mặc tầm eo bao nhiêu thì vừa. Chị Bình Phạm Thị ơi, chị mặc tầm áo em bao nhiêu để em nhặt cho mấy cái. Dạ, giống chị thôi. Đây này. Mấy con này này, mặc bao phê nhá. Nhìn này, cái chất thung lạnh nhá. Mặc bao phê. Để em kiểm tra coi có vài con baby doll.
Hồi lúc chị thấy nhiều đúng rồi hết rồi. Baby Don. Tuyên thông báo ở nhà đi em, thông báo tụi em. Thông báo là bên trời đất mẹ tôi. Thông báo bên nhà kêu chị Bối là nói với Bình với lại Nhung với lại Hừa Lan đấy. Nó kiểm tới đâu thì nó ôm sang đây tới đấy đi. Kêu mấy bạn con trai bê qua phụ cho. Còn nếu mà không có bạn trai thì mấy mẹ bạn mấy bạn gái này. Mấy chị bạn gái đi bê qua đây đi. Trời con áo cưng quá, còn nguyên tem. Á chị anh nghe, thôi chị hả? Nhìn dùng gì nữa? Ui, đây này, đây này. Con này con giống giống với trang con em đang mặc này, màu đen này. Chị bên phận này E80. Ừ, E80 với con này này, em mặc rộng rộng rồi chị ơi. Nói chung em mặc rộng đấy, em không mặc ấy đâu. Em cũng E80 và em mặc E84, 85 rồi đổ về E90 luôn á. Em không mặc chật đâu. Em mặc rộng rộng á. Chị thấy không, mặc rộng rộng có thoải mái không? Mặc rất là thoải mái. Nhặt cho vài con này, vài con áo xuống lắm. Em nghe đi, kêu chị đang like. Kêu là cô ơi, chị con đang like. Có gì cô nhắn lại con đi, rồi ghi giấy bàn chị. Ừ. Kêu cô ơi, có gì cô nhắn lại con đi. Giờ chị con đang like. Để chú một liền. Để em kiểm tra cho mấy con áo nha. Kêu chị con đang like giờ này, giờ chị con like mà. Úi dồi ôi. Xuống thế. Đây này, đây này, chị ơi, xinh không? Này. Thành phố Bình Thiệu Năng ra. Trời ơi, nó xinh. Dạ, dạ, dạ. Có lật đọc rồi, mấy cái lật nằm đâu. Dù gì? Lật đâu? Trời ơi, con này nó xinh vãi cả ra, úi dù nó xinh. Trời ơi, con này xinh hết con em đang mặc luôn đó trời. Dã man không, con này xinh quá đi các chị ơi. Con baby doll này xinh quá. Trời ơi, các chị nhìn này. Cái này các chị eo 74, 75 quay về thôi. Trời ơi, nó xinh, thầy em thích con này quá đi thôi á. Cái con này xinh hơn con em đang mặc luôn đó các chị. Xin thông báo chị nào khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào muốn chốt được đầm, nhắn tin ngay số điện thoại địa chỉ và trong tin nhắn Messenger của Facebook. Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhé. Chị nào chốt được mã trên line mà không có địa chỉ em bỏ qua luôn nhé. Trời ơi, cưng không? Trời ơi, cưng lắm, mấy cái này em chơi cưng lắm các chị ơi. Ôi dồi ôi, cái này còn nguyên tem, dễ thương quá. Dễ thương quá, cái này dễ thương quá, hàng hiệu. Ê, cái này mình mặc vừa không ta? Trúc Phương vừa không ta? Vừa. Dễ thương quá. Để em nhặt cho chị Bình mấy cái con áo các chị, đợi em tí xíu nha. Nhặt cho chị vài con áo cái. Đã mà con áo này. Trời ơi con áo này. Cái con áo VIP này các chị nhìn này. Lấy mà eo nó đẹp. Chị nào eo 90 quay về. Eo 90, 92 quay về. Nó đẹp như vậy này. Áo VIP nha các chị nha. Chất thùng lạnh, áo của Nhật đấy. Cái này các chị nhìn này, nếu làm đầm mặc quần sọc thì nó là đầm ngắn. Còn đem áo thì nó áo phông dài che mông nhá. Nó đẹp vậy này. Chị nào eo 90, 92 quay về, 95 quay về đều mặc được nhá. 100 ngàn một áo, lên em mã số 3. Số 3 cho em, chỗ còn đẹp quá. Số 3. Bữa nay là toàn là đầm xinh thôi, đầm xinh, áo xinh thôi, toàn là con baby doll xinh thôi. Còn tem có trời này, các chị thấy nó mới nguyên không? Mới tinh à. Mã số 3 cho chị Vinh Đặng. Cái đó 100 ngàn em nhắc để ý con. Dạ, con sửa ra 100 ngàn. Ú, con này cưng quá, con này nó cưng hơn con em mặc này. Trời ơi, con này nó cưng lắm. Áo baby doll nhá. Cái con này áo baby doll. Nó gọi là, như cái em mặc đang gọi là áo baby doll các chị nhá. Nhìn này, áo xinh xinh vậy này. Cái này các chị mà eo 90, 90, 94, 95 gì quay về đấy. Cái con này này, trời ơi siêu xinh nhá. Này, trời ơi cưng lắm. Đó, cưng không? Xinh không? Mê. Dạ, em chào mấy chị mới vào nha. Em chào chị Nguyễn Thị Nga nha. Để em kiểm tra xem còn cái nào em đưa nốt cho. Chị Bình ơi, eo 80 là con này được.
em 80 đây. Con áo này đây, con áo gì em mặc này, xinh không? Trời ơi, con này báo xinh luôn á. Để em kiếm, em lấy cho chị vài con rồi em đưa cho. Tiện thể lên luôn thẻ chứ. Ôi dù con này đẹp. Trời ơi, con này cưng quá. Mấy cái áo này cưng lắm, mấy cái áo này nó xịn đó các chị. Rồi bây giờ em đưa cho chị lựa nhá, mấy con này chị ưng cái nào lấy đấy. Mấy cái con này thì nó cũng nó mặc mát lắm. Đây cái này của em 80 nhá. Cái này của em 80 này, cái áo này này. Cái áo này áo baby doll tung lạnh nhá. Đây này. Đây. Eo 80. Cái này eo 90. Eo 90 94. Eo 90 94. Cái này eo 80. Con đen này eo 80 84. Chị Bình Phạm Thị ơi, chị nhìn này, em đưa chị mấy con này, chị ok thì lấy này. Cái này eo 80 quay về này. Cái con này này, con hoa này, cái con hoa này 100 ngàn này. Con này 100 ngàn, chị Bình Phạm Thị nhìn nha. Con này lấy con này thì lên mã 1 nha. Rồi cái con hoa xịn này này cũng 100 ngàn này. Eo 80 quay về này. Con này cũng 100 ngàn, mã số 2 này. Rồi cái con em lấy chị mấy con này này. Còn mấy cái con này, cái con này cũng 100 ngàn này. Eo 80, 82 quay về này. Con này số 3 này. Đó, ba con đó là mỗi con 100 ngàn. Còn mấy con này là 70 ngàn nhá. Eo 80. Cái này eo 80, 82. Cái này số 4 này. Cái này số 5 này. Đấy, chị lấy cái nào bảo em này. Đó, 5 con đó. Còn con đen nó số 6 đi. Con này eo 82, 84 quay về. Eo 82, 84 quay về 70 ngàn. Cái này mã số 6. Mã số 6 nha. Rồi 6 con chị Bình Phạm Thị ơi, lấy cái nào bảo em. Chị lấy cái nào chị bảo em. Lên nhanh cho em với. Ông ấy hết cỡ rồi đấy. Ê chú tôi cái này sao chạy men kia vậy. Ô các chị lên mã quá trời. Để từ từ chờ em chút để em cho cái chị để chị nhặt xong rồi. Rồi để máy cho. Rồi các chị khác này. Con này eo, cái con này 70 ngàn này. Con này mặc định giá 70 đi, cái nào 100 thì máy. Con mặc định giá 70 đi, cái nào 100 thì cái này là cái gì em? Cho chị coi. Cái trái này trái gì? Trái bà mua đó. Cái này lê hả? Chắc vậy đó. Không được ăn chứ, kịp ăn mà đâu biết trái gì đâu. Sao thấy nó ngộ ngộ? Chứ giờ bồ kia bé quá chị lại kêu. Không. Cái này không vừa nhét mỏm ra nữa. Không, như vậy được rồi, nhưng mà dễ thương. Ok, chị Bình Phạm Thị, 1, 2, 3, 5, 6. Ngon. Ngon. 1 này, cái tôi, để tôi ấy cho, để tôi không có giá tiền. 1, 2, 3. 3, 5, 6. 1, 2, 3. Em ơi, 1, 2, 3 này, bấm giấy đi, 1, 2, 3 bấm ra, cái này 100 ngàn. Con bấm giấy ra đi, 1, 2, 3, và 3 cái này sửa giá 100 ngàn. Đây 123. Ba cái đấy là ghi 100 ngàn cái đi. Có giá 100 chưa? Hay là sửa đi. Ba cái đó 100 ngàn. 5, 6, cái này 70 ngàn cái. Cái 5, cái 6 này là cái này. Hai cái này là 70 ngàn một cái. Cái đem ghi 100, sửa cái giá đi lại. Ừ đúng rồi. Ồ, về cái đĩa dưa lê của mình đâu. Kìa. Cái đĩa dưa lê. Nè hai cái này 70 có giá rồi gì? Đúng không? Hai cái này 70. Thanh nó kêu nhìn giống cà pháo. Ừ. Ngon quá. Bãi nồi giờ ăn thơm nào. Ai đưa mày cắt mà mày. Cái nó nghe ngon, ngon. Cái đấy ngon mấy người. Thế giờ chẳng lẽ không mấy. Em phải làm sao chứ giữ cái nư ở đây. Mấy người ngon ngon. Cho chúng mày ăn rồi chúng mày còn. Thôi cảm ơn. Cái đó 70 ngàn, hai cái đó 70 ngàn kiểm tra giá đúng không? Rồi ok, chị Bình Phạm Thị xong rồi nhá. Bây giờ sang các chị khác này. Chị nào mà thích đầm xinh hoặc là áo baby doll xinh giống em vào đây 100 ngàn, 70 ngàn tha hồ mua đẹp nha. Này đầm Nhật, cái này của Nhật nha các chị, mặc bao mát nha. Eo có con này này, eo 90-95 đổ về thoải mái đẹp cho em. Nhìn cái tay này, nhìn cho em nhá, cái này mặc mát nha. Con này 70 ngàn, 70 ngàn lên em mã số 7 giùm em. Em nghiền con này này các chị, thề luôn, nghiền sao mà nghiền con này, em không vừa mới đau này. Cái chân của nó còn xếp ly nữa cơ. Nhìn này. Thề con này xinh.
con này xinh quá. Con này cho em nha. Cái con bèo béo này 100.000 một con nhá. Mà con số 7 cho chị Hoàng Dung Nguyễn. Số 7 là 70.000 em ạ. Kit con nào 100 thì chị bảo nhá. Tại vì lâu lâu có còn trăm. Cái con bèo béo này 100.000 em đang mê này. Chị nào cái con này mặc đẹp quá này các chị. Chị nào mà eo 74 75 á mà quay trở về tới size S luôn á là con này đẹp nha. Còn 76 đổ lên đứng chốt nha. Cái con này 100.000 lên cho em mã số 8 nhá. Mã số 8 giùm em 100.000. Mã số 8 cho chị Trung Bảo. Cái này ghi 100.000 luôn chị. Cái con này eo 80 này, 70.000 các chị nhìn này. Cái con áo này các chị mặc em nói là không phê là nghỉ nữa tiền luôn. Cái con này các chị nhìn cái tay này. Thung lạnh mà, nhìn em này. Trời ơi, em mà mặc con này bao xinh luôn á. Nó bao xinh con này các chị. Nó mát mà nó xinh rồi chứ. Cái này các chị mặc ở nhà nhỏ chỗ nhìn nó cưng. Nhìn các chị rất là cưng nha. Thay đổi cái xì tai giống em tí thì nhìn cho nó dễ thương ha. Lâu lâu mình thay đổi chút mà nó thoải mái hiểu không? Tại vì tụi em làm việc suốt ngày như thế này tới đêm luôn, cho nên tụi em cần những cái bộ dễ chịu như vậy này, mà nó lại vừa dễ thương như vậy này, mặc cho em ha. Em 80 quay về nhá, 70.000 mã số 9. Mã số 9 là mã số 9 cho chị Hoàng Dung Mỹ. Đây, Hoàng Dung Mỹ mã số 9, em 80 nhá. Số nào 100 thì tao chốt cho. Vậy vậy. 100 em chốt. Ờ đúng rồi. Ờ đúng rồi đó. Nhiều máy mà, nhà mình nhiều máy mà. Cái con này này các chị gì này, nó không phải xù lông nhá, nhìn kỹ giúp em nha các tình yêu nhá. Cái con này này còn mới nguyên tem mà hàng xịn nhá, baby don. Cái chất này là chất nỉ, cái gì này, nó là phong nỉ này, nhìn nó mềm như lông bò này. Em đã mặc con này bao sướng luôn á, họa tiết tổ cầm này, xinh không? Chứ không phải xù lông đâu, em nói trước để các chị biết được để mà nhận cái chất thung này này, để mà biết nhá, cái này là gọi là thung nỉ á, nó có lông lông như lông thỏ ấy, rất là đẹp nhá. Như vậy này eo các chị là eo 84. Nói chung bằng size em đổ về. Xinh lắm, nhìn này. Trời ơi, 70.000 cho em nhá. Eo từ 84 quay về ai cũng mặc được, chứ không phải là cứ eo 84 nhá. Vì cái form này càng mặc rộng càng đẹp nhá. Mã số 10 dùm em 70.000 này. Mã số 10. Mã số 10 cho chị Hoàng Nhung Mỹ. Hồi nãy có cái chị nào đòi con này nhỉ? Để chị ạ. Ôi chị Sáu chè quán cũng thích cái style giống em à. Chị Sáu ơi, chị Sáu eo bao nhiêu nhỉ? Chị Sáu eo bao nhiêu em nhặt cho mấy con? Chị Sáu ơi. Chỗ toàn con xinh rồi các chị ạ. Chị Sáu cái eo chính xác bao nhiêu nhỉ? Để em biết đường em nhặt cho. Mấy con này xinh lắm các chị ơi. Về mà mua về mà mặc cho nó sướng. Nó sướng cuộc đời. Trời ơi cái con này co giãn này. Trời ơi chị nào mà eo từ 90 quay về nhá. 80. Bằng em, vậy bằng em. Em tí em nhặt cho mấy con xinh. Nhìn này. Cái con này các chị nhìn này. Form baby doll này. Các chị nhìn co giãn này. Nhìn này nhá. Trời ơi các chị ơi mặc như vậy có xinh không? Nếu như các chị làm áo ấy, nó là áo form dài che mông. Còn nếu làm đầm như em mặc gọi là đầm ngắn này, mặc quần sọt nha. Xinh không? Chị nào eo 90 70.000 lên em mã 11. Mã 11. Để chút xíu bên kia bên nhà nó bê qua nhiều con cái cưng lắm. Đừng em nhặt đâu. 11 cho chị Trung Bảo. Cái này thương quá đi à. Eo 80 quay về. Trời ơi, em thích con này thế nè. Hôm trước em có con màu trắng giống vậy chị Lê Thị Ái xin mất rồi. Con này còn nguyên tem hàng hiệu cái gì GL gì này, GDL gì này. Trời ơi cân quá, 70.000. Em 80 quay về nhá. Cái này lên cho em mã số 12. Cái gì đây nhỉ, 12. 70.000 mã 12. 12 cho chị Trung Bảo. Này, con này giống con em mặc này. Xin thông báo chị nào khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào muốn chốt được đầm, nhắn tin ngay số điện thoại địa chỉ vào trong tin nhắn Messenger của Facebook. Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhé. Chị nào chốt được mã trên line mà không có địa chỉ thì bỏ qua luôn nhé. Phải nói cái này xinh ghê á. Mấy cái này ngày xưa em đâu có biết đâu các chị. Khui ra toàn khóc thôi, toàn vất đi thôi. Tại vì mình không có biết công dụng của nó. Mình không thể là giới thiệu cho khách mình mặc được. Và mình cũng không biết mặc kiểu gì. Không biết mặc kiểu gì, thật sự không biết mix cái gì. Nó chỉ cần mix với một cái quần đùi là ok. Vậy mà đâu biết đâu. Giờ biết rồi thì nó không còn được như ngày xưa. Ngày xưa đẹp lắm, ngày xưa nhiều lắm. Cái con này cho em nhé. Chị nào em 90 quay về, đẹp chưa? Em 90 quay về. Cái con này nó chỉ khác con của em là con này có túi, còn con này không có túi thôi. Con này đẹp quá. Eo 90 quay về 70.000 lên em mã 13. Mã 13. Mặc mấy con baby doll này xinh lắm. Các chị có biết là em thấy người ta bán 13 cho chị Hoàng Nhung Nguyễn. Em nhìn thấy người ta bán những cái con thường lắm ấy, 350, 450 một con đấy các chị. Mà khách hàng tranh nhau mua luôn ấy. Nhà em bán có mấy chục ngàn còn miệng ship ấy. Thao mà mua đi, về mà bán. Về mà mặc. Cái con này xinh nha.
con này lụa xinh nha các chị, tay bóng này, nhìn này. Trời ơi má ơi xinh. Xinh vậy. Chị nào eo 74 75 ấy, 70 ngàn lên mã 14 giùm em. Mã 14 nha. Dạ em thấy mấy chị nha, nhưng mà nhiều người lên mã quá mấy chị. Này dễ thương không cái con, mấy cái dạng chị đó. Yến Đỗ chọn cho chị eo 78 vài cái đi Phương ơi. Eo 78 à? Cũng mê xì đa giống em nè. Các chị mê giống em rồi, dễ thương lắm. Mấy chục ngàn cái. Mê xì đa giống em mà không tốn tiền đâu. Cái con này cho em nha, eo 80 quay về mặc rất là cưng. Nhìn này, mê chưa? Eo 80 quay về nhá. Mấy con này các chị mặc thông dụng lắm nhá. Lên cho em mã số 15 nhá. Mã 15 giùm em 70 ngàn. Dạ áo đang mặc không bán. Những cái con nào em mặc rồi em ít khi bán lắm các chị. Tại vì nó cưng ấy. Úi dồi ôi, con này thề phê dã man cái gì nhìn này. Trời ơi nó cưng vậy mà. Nhìn đi xinh không? Trời đất ơi. Chị Ánh Huỳnh Thị Phương lựa cho chị 5 cái eo 90 quay về nhé. À, để em bây giờ ông người kêu như quá em không nhớ. Bây giờ từng người. 15 cho chị Trung Bảo. Cái này eo 80 quay về rồi. Eo 80 quay về là ai cũng mặc được, không phải cứ eo 80 không nhá. Thậm chí size S, size M, size L bơi hết vào nó nha. Tại vì cái này mặc càng rộng càng đẹp mà đúng không? Đây, em 80 quay về, xịt sò con bò. Lên em mã số 16, mã 16. Ôi con 14 đẹp quá, các chị không chốt đi. Cái con lụa này đẹp quá này. Cái con lụa này em 74, 75 quay về này. Trời ơi, nó đẹp như vậy, tay phồng này. 16 cho chị Trung Bảo. Trời ơi, cái con này tiểu thư vãi ra. Cái này mã 14 này, 70 ngàn. Nó nhiều con đẹp lắm. Ê chị thích cái con nhiều màu á, cái con nhiều màu tao chấm từ tối qua giờ luôn đó về. Đây này, con nhiều màu này này. Ừ. Thế là xiên mấy con này nó đẹp. Cái này 100 ngàn một con này. Các chị nhìn này. Mê không? Trời ơi, cái này phù cái gì nhỉ? Vân Trần à, chị Vân Trần vào chưa nhỉ? Cái form của bạn mặc con này đẹp lắm này. Body này này. Dễ xiên đẹp. Hello chị Vân Trần đã vào chưa? Hello. Có một chị Vân Trần. Chị Vân Trần mà tóc xanh xanh ý. Có rồi. Hey, con này bảo mặc bao đẹp luôn đó trời. Em hôm nay chốt được các em. Chị thích. Dạ chị Dung bảo. Em thích mà em tưởng còn đẹp thôi. Trời ơi con này nó mê mà. 14 cho chị Sương Võ. Con này cưng quá. Chị Vân Trần đắp xù đâu rồi, đắp tóc con quan đâu rồi. Đây có Vân Thủy thôi. Lên, Vân Thủy nằm im đi. Chị Vân Trần, chị vừa để chị. Vừa, chị thoải mái. Con này em 74 quay về mặc thoải mái luôn chị ơi, thoải mái. Đẹp, con này đẹp chị ơi. Con này body hợp với dáng gì đây? Nhìn này, đùa tư như bức tranh thế này ấy. Có 100 ngàn đồng bạc mua đi chứ để làm gì. Đây, 100 ngàn cho chị Vân Trần đấy. Ta nhìn cái dáng này giống dáng bà thế. Dạ em thấy chị Đông Phương Tiêu nha chị ơi. Đây. Trời ơi cái này giống của em đang mặc này. Nhìn này. Nhìn đi. Trời ơi. Em không vừa. Cái con này eo 74 quay về thôi. Giống y chang em đang mặc đây này. Con này cưng hơn đấy. Con này có hoa 3D này. Nhìn này. Tè luôn em phê con này quá à. Các chị thấy em mặc cái con này lên em bao phê luôn đấy mà em không mặc vừa đâu. Chị nào eo 74 quay về nha. Đó. Chị mắc khám bệnh chốt không được. Bà Yến Đỗ eo bao nhiêu vậy là chút tôi báo đang là khám bệnh trong bệnh viện hay đâu rồi bà còn nhoi vào đây nữa của chú thôi. Chị đã... kêu lửa đó, chị kêu lửa. Eo bao nhiêu vậy? Eo 78. 78 à? Nhớ ghi ra thôi, quên mấy đứa rồi. Đợi cho chị nào nhớ ghi ra chị cái. Tôi không nhớ cái con này eo 74 quay về thôi. Chị nào eo 74 quay về, con này con tuyệt phẩm Babydoll nhá, 100 một con. Cái con này 100 một con nhá các chị nhá. Áo Babydoll này này. Nhìn tay bồng nhìn thấy không? Cái con tay bồng này cực kỳ đẹp nha. Đây, nó như em đang mặc đây này. Chị nào vừa con này thì lên mã 17, 100 ngàn một con nha. 100 ngàn một con này, mã 17 nha. Rồi, chị Yến Đỗ ơi, tí xíu em coi eo 78 để nhặt cho. Trời ơi, nó cưng. Chết rồi. Ít từ cái quần, không phải cái quần. Trời ơi, con này xem dễ thương vậy không ạ? Cái con này đẹp quá mà 17 cho chị Cúc Vũ. Con này không phải là cái quần đâu nhá, không phải đồ bay đâu nhá, nó là cái đầm ạ. Ừ, cảm ơn.
Con nào chị ơi, lấy chị con họa tiết trắng đen đi. À, cái con này nha, em kiểm tra. Eo 78 quay về mặt đẹp nhá. Eo 78 quay về mặt đẹp 70.000. 70.000. Nó đẹp rồi này các chị. Chị nào eo 78 quay về thì mặt đẹp nha. Lên cho em mã số 1 70.000 nhá. 70.000. Em ơi cái con vừa nãy em 100 á, sửa cho. Ok. Úi dồi, con nhoi nhoi nó có đây không? Nhoi nhoi ơi, AX này nhoi nhoi ơi. Có mã số 1 cho chị Châu Châu Châu. Nhoi nhoi con lấy con AX được không? Con lấy chị lấy số nha, để vẽ nha. Tại y mẹ tôi còn mới nguyên si. Em thấy chị Hà thì kịp nha chị ơi. Nhoi nhoi ơi, nhoi nhoi ơi. Nhanh còn kịp, nhoi nhoi ơi, không thôi là chị đọc số là hết luôn bây giờ. Nhanh còn kịp. Có mấy con AX của nó. Có mấy con AX. Cười như vịt được vậy. Thề luôn mấy con này đẹp chết rồi. Cần hành hôm nay nó chết đó chị. Con đánh chị thấy mấy con AX nhòi ơi. Em chết rồi chị, chị đầu la chị nghe giọng em rồi sao chị la chị ơi. Con hành ra giọng em được. Em không chết cho chị nữa. Còn nguyên tem gì. Chúa tụi nó đẹp. Cái gì mà con phất phơ trên rào là con gì vậy chúa? Đấy. Sao mà nó xinh vậy các chị ơi? Cái này là size nhỏ nhỏ thôi nhá. Một là mua cho con gái. Cái này mua cho con gái hoặc là chị nào eo 65 quay về thôi nhá. Size nhỏ nhỏ thôi. Xinh không? Cái con này là con cực kỳ xịn đó. Đắt tiền đây này các chị nhìn này. Tem hiệu nó đây này. Nó là hàng hiệu xịn nha. Nhìn này. Đó. Xịn lắm. Nhỏ nhỏ như đóng tiêu rồi á. À, cho chị con hoa đang cầm là con mô chị ơi. Chị Vân Dương ơi. Con nào? Mẹ cầm 4 con hoa biết con nào đây? Con này cũng hòa đi, con này cũng hòa đi. Chị Bằng Dương lấy con nào lên số liền đấy, em đưa cho. Con chị đang cầm. Xinh lắm. 70 ngàn một con nhá, đây. Đây này. Cái này đi ra chợ mua mấy trăm ngàn còn chán phèo. Em bán cho 70 ngàn về thử đi. Cái này chị hoa vàng. Con hoa đầu tiên. Con hoa đầu tiên là AX này, 70 ngàn đưa cho chị Bằng Dương này. Đây. Hoa đầu tiên đây. Con này hàng hiệu AX đây. Con bé kia nó mua quá trời này. Cho chị Bằng Dương con này nha. Chị Nguyễn truyền cho em hoa vàng. Hoa vàng ở đây rồi. Hoa vàng này size nhỏ nha. Size nhỏ nha. Nhưng mà còn nguyên tem hàng xịn nha. Thế tiền nó dình lắm. 70 ngàn luôn. Size nhỏ nha chị Nguyễn truyền ơi. Đây đây đây. Size nhỏ nha. Còn cái con này mới cưng này. Thế tiền nó cưng. Con này size S size M mặc được. Cái này lụa xịn nha. SM. Cái này xinh không? Má ơi nó xinh. Size S size M nha. Cái con này 70 ngàn. Con hoa hồng đen em ơi. Hoa hồng đen. Cho chị con màu nâu tay dài nha em. Màu nâu tay dài là con này chị Dung Lê ơi, cái con này có size eo của nó có eo 65 72 thôi, chị mặc được không? Cái này dập ly dập ơ, con này 100 ngàn ha. Cái này này. Nhìn anh này. Chị Dung Lê eo 80 gì á, hồi nãy mới hỏi eo 80 như em. Nhưng mà biết đâu chị mua cho người nhà sao? Cái con này eo size SM thôi. Cái này 100 ngàn một con này xịn lắm nha. Được em ơi. Cái này xịn nha. Cái này hàng xịn đấy, nó không phải hàng rẻ đâu. Nếu mà nó dài nữa, đủ đồ dài là tiền triệu đấy. Mà cái này nó dáng lỡ này thấy không? Dáng lỡ em bán có 100 ngàn đây. Trời ơi xinh lắm. Đây 100 ngàn thì Dung Lê đây. Rồi cái chị nào xin cái con hoa đen này này. À, cái con hoa đen này size SM thôi, 70 ngàn nha. Mấy con này đầm xinh nha. Đầm xinh nó không có dài đâu, nó chỉ tới gối vậy thôi này, hoặc là trên gối này. Đầm xinh nó chỉ thế này thôi nha. Cái chị nào xin cái con này nãy nhỉ? Chị Thu Loan. Chị Thu Loan ơi, cái này size S size M chị vừa không? Mặc mua có vừa không hay mua cho người nhà? Đây này, chị Thu Loan ơi, cái con này 70 ngàn, tức là eo 65 72 á chị Thu Loan ơi. Chị ok thì lên ok dùm em nha. Tại vì nó nhiều đầm đẹp quá các chị chốt không được. Ồ hũ nghịch mỗi người một cái. Con chị Hoài Như Nguyễn con. Chị Kim Mộc cho chị eo 68 bù cái đầm hôm bữa nhé. Đầm hôm bữa thì bé nó đi toa, nó phải trừ cho chị thẳng qua toa rồi chứ. Nó phải ghi toa trừ thẳng qua toa cho chị cho dễ chứ. Chứ đầu bù trên tay được. Chị cứ chốt đi rồi cứ ghi toa nó trừ tiền cho chị chứ. Hôm bữa là 100 ngàn nó trừ tiền 100 ngàn nó chị đàng hoàng chứ. Đây Baby Don. Cái con này giống con em mặc này, cái tay nữa này. Trời ơi cái tay dễ thương không? Ủa cái tay vô đây luôn này. Trời ơi dễ thương vậy. Đó, nó hoa nhí như vậy này.
Cái con này dành cho các chị eo 80 quay về mặt rộng rãi nha. Nhìn này, con này em mặc xinh lắm á. Con này em mặc bao xinh. Chị nào eo 80 quay về nhá, 70 ngàn lên em mã số. Mã số 3 đi, mã 3 đi. Chị Thu Lan nói là bé. Xin thông báo chị nào khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào muốn chốt được đồng, nhắn tin ngay số điện thoại, địa chỉ và trong tin nhắn Messenger của Facebook. Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhé. Chị nào chốt được mã trên line mà không có địa chỉ thì bỏ qua luôn nhé. Cái con này cho em eo 6572 tức là size bờ ấy, em thích con này lắm luôn đó các chị ơi. Mà em không vừa tiếp hết nhỉ. Mã số 3 cho chị Úc Liễu. Con này eo 6572 lên em mã 4 70.000 nhá. Mấy cái gì đầm xinh các chị ơi. Em khui ở kiện đầm đắt tiền lắm mới có ấy cái gì. Chứ không phải là khui ở kiện đầm vớ vẩn mà có được đâu. Nó toàn đầm xinh thôi á. Nó không ra đầm vin, nó ra đầm xinh không á. Trời ơi cái này lụa này. Các chị biết mấy con lụa nó xịn lắm luôn này các chị nhìn này. Chị Miên Mộc chị lấy thêm 2 lần rồi mà không thấy trừ em à. Đứa nào ghi toa cho chị Miên Mộc không trừ tiền cho chị Miên Mộc, mày thông báo ngay cho đội chốt đơn rồi. Ở trong tin nhắn của chị Miên Mộc chị đã ghi là trừ toa sau trừ 100 ngàn cho chị rõ ràng vậy mà tại sao không trừ. Mày thông báo ngay vào nhóm cái coi. Cho mã số 4 cho chị Trà Hoa Nữ. Thông báo ngay vào nhóm. Tại sao đơn của chị Miên Mộc 2 đơn rồi không trừ 100 ngàn cho người ta. Trong khi đó chị đã ghi sẵn trong đó 100 ngàn rồi. Trừ cho chị 100 ngàn. Đây cho em nhá, chị nào em 82. Sao 2 đơn của chị Miên Mộc không trừ đơn cho không trừ qua cho người ta. Người cái này lụa xịn nha chị nhá, eo 82 84 nhá. Nhìn này. Cái này lụa xịn này. Đấy, eo 82 84 như em này, mặc bao xinh này. Mặc cái quần sọc nha các chị nhá. Cái này đầm xinh nó ngắn ngắn qua gối em 1m55, chị nào 1m6 nó trên gối nha. Đó, nó là đầm xinh mặc thông dụng hàng ngày. Lên mã số 5 cho em 70 ngàn này, 70 ngàn. Cái con này 100 ngàn này, thề bao VIP. Cái con này các chị mua nhà em 100 ngàn, mua chỗ khác không bao giờ có nha. Không bao giờ có con này 100 ngàn ha. Mã số 5 cho chị Thảo Phạm. Chị nào eo 6572. Chị nào eo 6572, 100 ngàn một con, đẹp mỹ mãn không? Úi dồi ôi, đẹp mỹ mãn luôn đó các chị. Đùa chứ con này xinh vãi cả ra. Xinh vãi cả, xinh vãi cả ra. Cái gì em út như gào lên vậy chúa. Cái gì vậy trời ơi. Nguyễn Truyền em. Chị Nguyễn Truyền vừa không? Hồi nãy cho chị Nguyễn Truyền con nhỏ đúng không? Đưa con này nhỏ đúng không? Học em. Nguyễn Truyền này nhỏ đúng không? Đưa đi, 100 ngàn đây. Đây. Đẹp lắm nhá, 100 ngàn đây. Nói chung nó xinh lắm. Đằng này các chị ơi, nó xinh lắm. Úi dồi ôi, con này nó cưng. Nhìn này các chị. Nó cưng vậy này các chị. Nó mới lắm. Đấy con này con xịn mà. Nó xịn ơi là xịn, các chị nhìn cái màu ở ngoài đây này. Nhìn này, nhìn này. Đây là màu thật đây này. Úi dồi ôi, nó xinh. Xinh vô cùng xinh nhá. Con này dành cho các chị này, eo bao nhiêu đây? Eo 74. Eo 74-78 á. Chị nào eo 74-78 nhá. 70 ngàn lên em mã số 6. Mã số 6 giùm em 70 ngàn. Dạ khi nào có em đưa chị nhé. Chị từ mới chọn được chị. Từ em chọn cho, tí xíu em chọn cho. Tí lên cái xào em chọn cho. Cái này lụa còn mới nguyên tem nha. Nhìn này. Cái này lụa các chị nhìn này. Nó mới nguyên tem rồi này. Cái này các chị eo 7. Mã số 6 cho chị Miên Mộc. Chị nào eo 84 quay về giống em á. Em nói mặc báo mát luôn á. Cái này lụa các chị nhìn này. Cái chất lụa các chị nhìn nó bóng không? Nó mới vậy này. Mặc em nó siêu mát. Eo 84 quay về. Lên cho em mã số 7, 70 ngàn nha. Mấy cái con này nó dạng áo baby doll, nó chị mặc sướng lắm. Nó dạng áo, mặc đã lắm. Cái form này dễ mặc mà. Các chị mặc đi rồi các chị nghiện giống em. Vì nó quá thông dụng ha. Lụa nha, cái này lụa xịn nha. Mã số 7 cho chị Thảo Phạm. Cái này lụa xịn, các chị nhìn kỹ mặt vải giùm em nha. Cái này lụa cực kỳ xịn này. Em nó rờ nó xuống lắm, rờ vào bao sướng vậy này. Trời ơi, mặc nó vừa xinh mà nó vừa sướng. Chị nào mà eo từ 74, 75, 76 á. Eo 74, 75, 76 á. Mặc rộng rãi thoải mái nha. Lên em mã số 8, 70 ngàn này. Mẹ ơi con này cưng. Chị Trần Thị Thanh Trúc đầm eo 90 lựa cho chị vài con. Dạ dạ để tí có eo 90 em mới nhá. Trời ơi cái con này nó xinh. Mã số 8 cho chị Hà Nguyễn. Cái này đi tiệc nha. Nó mới lắm các chị ơi, đi tiệc nha. Cái này đi tiệc ba mới. Eo từ 6572 nha. Mới vô cùng nha. Nhìn này các chị.
eo 65-72, cái này xinh lắm. Trời ơi, nó xinh. Cái này lên cho em mã số. Nguyễn Truyền hả? Hình như bà Nguyễn Truyền ban rơ với cái con kia sao á. Nó la nhanh lắm. Nó la nhanh quá trời ấy. Úi dồi ôi, con áo này mới tê này. Áo này chắc tôn nhá. Tôn lanh. Các chị nhìn cái áo này này. Cái áo này á, nó thuộc về dạng baby doll mà các chị nhìn này, cái chất của nó mát lách. Dễ thương không? Trời ơi, eo 80 quay về là các chị mặc bao sướng luôn nha. Còn chị nào mà eo dưới 80 á, mặc thoải mái luôn nha. Vì cái này mặc càng rộng càng đẹp mà. Đấy, tôn lanh. Eo 80 quay về cho em. 70 ngàn lên cho em mã số 10. Mã số 10. Mã số 10 cho chị Yến Đỗ. Style của em đơn giản như vậy thôi các chị. Nó không có cầu kỳ nhiều, nó chỉ có như thế này thôi. Nhưng mà ai cũng đòi của em hết trơn á. Style chắp bán. Hề luôn, cái style của em là cái style cái bang á. Nó không có nhiều vải, nó phải chắp chỗ này. Nó chắp chỗ kia. Nói chung là vậy đó các chị. Đó, vậy đó. Nhưng mà em thích. Nhưng mà em thích. Em thích nó cái bang. Eo 80. Eo 80 quay về nha. Dễ thương quá, con này thề nó không bán đâu trời. Mày cho bà Yến, chị Yến Đỗ lấy cái này lấy đi, bà đang trong bệnh viện tội nghiệp đây. Chị Yến Đỗ ơi, chị hốt cái này thì chị hốt đi. Chị đang ở trong bệnh viện là chị chốt không được, tội nghiệp chị nho nho ấy cả lên. Đây. Chị ok không? Chị cảm thấy ok không? Eo 78-80 mặc thoải mái luôn. Chịu nắng. Chị ok thì bảo ok với em này. 11 chất. Đấy tôi nghe cái mà còn đấy mà nói chị Yến Đỗ đó, chị đang trong bệnh viện đó con ơi. À, 11 cho chị Yến Đỗ. Ừ. Ừ. Ôi trời, xinh thề. Chết luôn đấy trời. Chị có thấy con hình Thiệu Năng không? Cái ông hút có bé tí mà nó mua chai nước có thật, giờ nó hút không lên thật. Nó Thiệu Năng. Mùa sao mà đẹp như mình trời. Hút không lên nước rồi. Trời ơi, sao nó đẹp như vậy này. Cái này size M mà quá VIP. Các chị có thấy nó mềm chứ, em thấy con mấy con này mềm quá đi á. À, ở nó đẹp. Sao mà nó đẹp thế này nhỉ, size M, eo 72 quay về nhá. Em nó đẹp từ trong ra ngoài luôn các chị ạ, không có, chưa có ai mặc nó đâu. Chưa có ai rờ đến nó đâu. Nó còn nguyên, còn tem, chưa bóc trinh. Dã man lắm. Mới nguyên á, tụi em mang giặt đi mà nó còn mới nguyên này. Đẹp chưa? Eo 72 quay về nhá. Cái con này lên, cái gì vậy chị Châu Châu cho em hoa gì đấy, size M hả? Chị size M hả, eo 72. Eo 72 hơn 72 tí đấy. Chị Châu Châu vừa con này không? Bán nhoi trở lên kìa. Để em coi em đo chính xác lại coi bon chen được eo 74 không nhá, em báo. Cái dây đâu rồi? Cái nào lấy dây rồi? Chị rú dây, có mình chị thải, chị đứa nào rú dây. Chị cho Châu Châu hỏi là 74 được không? Được. Được. Được chị ơi. Được chị ơi, thấy xinh quá. Quá xinh được. Đây, cho chị con này cho đỡ vui. Xinh quá mà. 70 ngàn. Úi dồi ôi, em mê mấy con này. Em mê mấy con như thế này là cái gì? Đã mà xinh. Mặc cái này vào, mặt cứ thưa nighter cái chị, ngây ngô. Dễ thương. Chị nào eo 78. Cái ngực này của các chị eo 78-80 được không? Em kiểm tra nha. Eo 78 thôi, 80 nó hơi cái vú tí nha. Cho nên eo 78 thôi. Chị nào eo 78 này. Trời ơi các chị mặc con này em lấy. Bao VIP luôn đó, bao phê luôn đó. Nó dễ thương. Dễ thương. Đó trời thì mấy bông xanh. Cái gì vậy? À, Yến Đỗ được mấy con rồi, hai con đúng không? Cho chị thêm con này đi cho nó đủ mấy con đi, bốn ba con đi con, Yến Đỗ. Con điên kìa, con kia bị hâm mà. Ê, nó bị hâm cái gì kìa. Con ơi, Yến Đỗ. Chị biết sao không? Tại vì con thân nó chất đơn mà em đã giải thích hồi nãy mà chị ba trao bên cạnh một nếu em chẳng mơ gì cả. Em không chốt đơn cho chị Châu 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 nữa. Sao vậy? Con chốt mà chị cứ cảm ơn Vân Anh, cảm ơn Vân Anh nha. Ủa chị? Chị Châu ơi, tí xíu ơi, em tìm cho, tí xíu em tìm cho mấy con nha. Xin thông báo chị nào khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào
Muốn chốt được đồng, nhắn tin ngay số điện thoại, địa chỉ và trong tin nhắn Messenger của Facebook. Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhé. Chị nào chốt được mã trên line mà không có địa chỉ em bỏ qua luôn nhé. Nè chị Châu ơi, em 74-75 được rồi chị Châu này, em 74 này. Chị Châu cái này cưng này, em 74 này. Cái này hoa nhí này. Đây này. Chị Hương Nguyễn chưa được con nào tội nghiệp vậy, nãy giờ nhoi quá trời á. Hôm nay em lên toàn xì tay này thôi, dễ thương lắm, các chị ơi, vô đây chơi vui, chơi vui lắm. Vô đây chơi vui lắm. Chị Hương Nguyễn chưa được con nào nè, con này em 74, chị Hương Nguyễn vừa không? U quá cho má. Chị Bùi Thị Mỹ ơi, từ từ. Em nhiều lắm, để em tí em nhặt cho, đừng nhoi, tí em nhặt cho, em đưa cho. U ái hết yên tâm. Con này hàng hiệu nha, không phải hàng bình thường đâu. Mấy con xinh này toàn hàng hiệu nhìn này. Nổi tiếng lắm luôn nha. Này, nó nổi tiếng lắm luôn đấy. Rồi cho chị Hương Nguyễn đi em ơi. Hương Nguyễn cái mặt xinh kìa. Cái này hoa nhí xinh nhỉ. Thề mà xinh thế biết ư. Trời ơi, em thích bơi vậy đó cái gì. Bơi ra mà nhìn mới thích lắm. Bơi ra mà nhìn thấy rách là chửi nhân viên chết luôn. Con gái em thích bèo. Chửi nhân viên chết luôn à. Nhiều con đẹp lắm, để em lên thứ tự cho mà chốt nha, cho nhanh chứ bây giờ chọn lâu quá. Lên thứ tự cho chốt rồi các chị, như chị, các chị mà em chưa nhặt cho, ví dụ như chị Bùi Thị Mỹ này, mấy chị đây này, em chưa nhặt cho từ từ tí xíu, còn cái xào bên kia nữa đừng lo nha. Áo nha, áo xịt nha. Áo nha các chị, áo thun lạnh. Chị nào eo 80 quay về mặc con áo này tê nha. 70 ngàn áo này nhá. Lên cho em mã số 13. Mã 13 70 ngàn áo nha. Úi dồi ôi, ren mồm mềm. Trời ơi con này cưng không? Nhìn này. Trời ơi nó cưng vậy này các chị. Dã man không? Chị nào eo 70-72. Chị nào eo 70-72 mà size M nhá. Eo 70-72 này 70 ngàn này. Trời cưng không? Lên cho em mã số 14 này. Mã 14 giùm em nhá. 13 cho chị Yến Đỗ. Mấy cái con này cưng lắm á chị ơi. Cái này 14 cho chị Dung Lê. Cái này màu rêu. Cái này màu rêu, mặc như không mặc ấy. Cái gì mà nó mềm lắm. Tôn lanh á cái gì. Chị nào mà eo 74-75-76 mà quay về ấy nhá. Eo 74-75-76 á. Cực kỳ dễ thương nha. Nhìn này. Cái này mình có thể rút dây vào được ha. Sang lắm, mấy chục ngàn cả. Nên em mã số 15 nhá, 70 ngàn. Ồ, chị Nhi mới vào. Mới bán con AXES của chị rồi. Ừ. Mới vào con mẹ gì nữa đâu. Còn cái gì? Con lụa. Vẫn chiến tranh lạnh à? Chị nào eo 78-80, cái này lụa nhá các chị nhá. Cái này lụa này, rờ sướng tay lắm mà, nhìn này. Rờ sướng tay lắm, lụa mềm ấy. Nhìn này. Cái này mặc nó xinh lắm. Chị nào em 80 quay về mặc thoải mái đẹp nha. Nên em mã số 16 70 ngàn. Mã 16 70 ngàn. Áo, một con áo. Cái con này các chị nhìn này. Cái này xì tai lắm. Chị nào em 15 cho chị Hoàng Nhung Nguyễn. Cái con này em 82 quay về nhá. Em nói mặc cái con này nó bao xì tai luôn á. Nó màu đen á. Cái con này 16 cho chị Yến Đỗ. Thung lạnh nha. 70 ngàn lên cho em mã số 17 này. 70 ngàn, mấy con này nó đẹp lắm các chị. Tụi em khui trong kiện đầm đắt tiền lắm mới có ấy. Các chị thấy em khui không? Hàng đắt tiền lắm mới có mấy con này á. 17 cho chị Yến Đỗ. Vin chả có mấy cái đầm này bán vài chục ngàn cho vui á. Đây, một con áo hiệu nha. Một con áo hàng hiệu. Các chị nhìn này, nó là hiệu cái gì? GGL gì đây này. Nó còn mới nguyên tem đây này. Cái tay bồng bồng rồi này, chất lụa nhá. Áo xịn này. Cái này eo 74 quay về là mặc đẹp này. Áo rất là xinh. Cái này các chị mặc với chân váy hay là mặc bình thường với quần sọc cũng đẹp này. Áo cưng lắm. Dạ em thấy chị Trúc Trang nha. Áo Nhật đấy. À, chị Trúc Trang của mày kìa. Áo cưng quá. Áo 70 ngàn nhá. Lên mã 18. Dạ còn nhiều đồ đẹp. Mã 18 chị. Em chị khách mới không cho em xin số điện thoại địa chỉ và tin nhắn Facebook thì bên em sẽ không chốt đơn cho mấy chị đâu nha các chị ơi. Nên là các chị hãy nhanh tay vào cho em xin một số điện thoại địa chỉ nha mấy chị. Cho em xin lúc chia sẻ luôn đi. Đang xin địa chỉ, quay lại đang xin địa chỉ. Ừ, đang xin địa chỉ cứ tự nhiên lúc mẹ chia sẻ. Thấy nó sai sai. Thấy nó sai sai mới ngừng lại khúc đó. Trời ơi, mặc con này cái 18 cho chị Mì Lê Vũ. Cái con này phê lắm. Trời ơi, con này phê lắm. Cái con này tung lạnh.
chị Mỹ Lệ Vũ mới nhận được chị Hương Nguyễn, bữa nào em rủ bạn lên shop chị, rủ lên đây cũng đâu có được chưa đâu. Đa số nhà em cho ai vô nhà? 5 xốp, nhà em 5 cái xốp. Tại vì các chị biết sao không? Nhà em á, hàng tụi em khi mà ủi lên nó xếp vào quy củ rồi. Khi nhân viên kiểm xong là em kiểm kê cái nào xếp vào cái đó. Cho một người đụng vào là nó xê dịch cái chỗ của tụi em đi, là tụi em rất là khó tính. Nếu mà có người vào làm nó xê dịch cái chỗ của em đi là em rất là bực bội. Cho nên đa số em không bán lẻ, không cho ai vào nhà luôn. Trừ khi các chị ở xa, nói chung là thân thiết lắm thì mến, quý mến lắm á, thì cho tới nhà cho vui thôi. Chứ còn thật sự ra không cho ai tới nhà trơn á. Cái con này nha các chị. Chị đi đi hưng bát Lolita cho chị nha. Này gì nè các chị, chị nghĩ câu trả lời sẽ là được hay là không? Cái con này các chị biết là đây là một cái dòng thung lạnh. Dòng thung lạnh mà nó xịn nhất ở trong dòng Nhật đấy. Chị nào mà eo 78 quay về á, mặc con này cho em. Cái này nó không thấy bụng nha. Không thấy bụng. Tại vì nó che khuyết điểm phòng bụng ấy. Nhìn dạ này. Chị Mỹ Duyên không cho số điện thoại địa chỉ trên line nha chị. Chị cho em xin số điện thoại địa chỉ và tin nhắn Facebook nha. Size L. Size L L78 quay về là chị mặc quá đẹp nha. Đấy, co giãn sướng vậy đấy. Đây là dòng thung lạnh, các chị mặc cả tuần không thấy nóng nha. Lên em mã số 19 nha, 70.000. 19 cho chị Yến Đỗ. Bà ở, bà Yến Đỗ bảo ở bệnh viện, bà đang làm gì đấy mà bà con nhói vậy đấy. Không được đâu bé ơi, không được đâu chị ơi. Em không có bắt Lolita lại cho chị được đâu. Dù dỗ hơn nó bắt Lolita lại mà không bán này. Chị đem chị vàng rồi hai mình nói chuyện với nhau, chị em mình thân thiết. Một con hiệu bâu di lâu, lần đầu tiên em nhìn thấy con bâu di lâu mà chất von á. Đa số bâu di lâu này nó là hàng chất thung lạnh. Bữa nay em mới nhìn thấy con bâu di lâu chất von xịn à. Nó còn đẹp hơn cái dòng hàng hiệu mà von xịn gờ ga. Trời ơi sao mà cái R nó sướng thế, bằng đấy sướng. Cái này, cái dù gì đây? Eo 90 nhá. Cái này tay của các chị eo 90. Mặc cái form xòe A rộng nó vậy này. Đó, xong rồi nó còn có cái túi đây nè. Eo là eo 90 quay về đấy, ai cũng mặc được ấy. Chứ không phải là cứ eo 90 mới mặc được nha. Đó, nó cưng vậy này. Hiệu bâu di lâu. Dạ, em thấy mấy chị nha, nhưng mà nhiều người chốt quá. 70 ngàn cho em nhé, 70 ngàn lên cho em mã số 20 nhé. Mã số 20. Lấy cái kẹp kẹp vô đi em con quên. Mã số 20 cho chị Yến Đỗ. Cái con này nó mới lắm. Đây là một con hàng hiệu nha các chị nha. Một con hàng hiệu rất là xịn sò, nó còn mới nguyên á. Chị Nhi ghi đòi ạc Facebook con vô năng nỉ kìa. Cái đó chuyện của con mà không biết. Cái đó chị cứ vô Facebook tìm bé Hân xinh đẹp nhất trên vũ trụ này thì nó sẽ ra. Úi dồi. Vãi nồi. Chị vô Facebook tìm bé Hân xinh đẹp nhất vũ trụ này nó ra. Ê, hình như em nhớ là hình như cái đầu tiên bắt đầu điện thoại của nó hình như có đó. Cái gì đó Hân xinh đẹp nhất vũ trụ gì đó. Trời ơi, cái con này các chị biết là eo bao nhiêu không? Eo 74, 75, 76 á. Eo 74, 75, 76 á. Trời ơi, con này sao nó đẹp vậy nè trời. Nó là ren hoàng gia các chị ơi, nó mới lắm nha. Nó là Giáng sinh cho nên nó không có dài đâu nha. Em 1m55 các chị nhìn đi, nó xinh không? Phủ gối rồi nè. Còn chị nào cao 1m6 nó trên gối rồi nè. Nó là đồng sinh mặc với quần sọc nha các chị nha. Thông dụng hàng ngày nha. Cái này lên em mã số 21 nha. 70.000 mã 21. Facebook nghe ảo ma Canada vậy. Ai muốn Facebook của anh thì cứ liên lạc em. Nhưng mà liên lạc em ở đâu em không biết nha mấy chị. Nhìn nè các chị. Cái này là chất thung lạnh nha. Cái này là baby doll cực kỳ xinh này. Thế dạ lúc... em thấy comment của mấy chị nha. Trời ơi cái này nó xinh. Ê nó báo xinh. Chị nào eo 74, 75 đâu. Hốt ngay. Cái con này nó là cái con thung lạnh mà nó hàng hàng hiệu xịn đó các chị. 21 cho chị Dung Lê. Nhìn này, các chị nghĩ đi, các chị mặc cái này có xinh không? Chứ em thấy là nó xinh rồi đó. Lên cho em mã số 22, 70 ngàn. Chị nó... xuống đây, chị xuống đây rồi mình nói chuyện. Chị xuống đây. Như Nhi. 22 cho chị Yến Đỗ. Nhà em có gì gì nó xuống nhiều lần rồi. Nó xuống mòn ngõ nhà em rồi các chị. Có gì gì nó xuống mòn ngõ nhà em rồi đó. Thung lạnh. Mấy cái dòng thung lạnh này các chị biết không? Chỉ có trong dòng Nhật mới có, không có ở đâu có trơn á. Mà cái thung lạnh của Nhật đấy các chị mặc hoài nó không cũ. Em nói mặc hoài nó không cũ nha. Mặc hoài nó vẫn mát nha. Cái này eo 72 quay về mặc đẹp nha. Chị nào eo 65 72. Cái con này mặc phê luôn á, nhìn này, thung lạnh nha, nhìn này,
chị nào eo 65-72 thì mặc xinh lắm, 70.000 nhá. Mã số 23. Mấy chị không chốt nữa, mấy chị ngồi tám với bọn em rồi chị ạ. Tám đi rồi, hồi mất con đẹp đứng kêu nha, xì tay em nè. Chị này, chị đang tìm bé Hân xinh đẹp vũ trụ nè. Nè, nhìn nè, xì tay của Trúc Phương. Hỏi Trúc Phương có nhặt đồ cho chị không? Xì tay của Trúc Phương, hỏi ai? Chị Nguyễn Trang. Chị Nguyễn Trang ơi, chưa tới xì tay của chị nha. Hôm nay chị hết mỡ sao nè. Chừng nào tới xì tay của chị là em nhặt nha, chưa tới. Dạ, cái chị nó giống giống. Thề, con này nó cưng quá đi. Ấy, ở đây nó có số 38. 38, tức là eo 7, à, 76, 78. Trời ơi. Chị nào eo 78 quay về dùm em. Đẹp như vậy này, xì tay của em đó. Xì tay em chỉ có đơn giản vậy thôi đó. Một là sát nách hay là tay bồng vậy đó. Lên cho em mã số 24 nhá, 70.000. 23 cho chị Yến Đỗ. Chị Thu Lan, nhà ngoại chị ở Định Quán. Hôm nào chị về tìm shop để mua. Ngoại chị ở 14 Cầu Trắng. Rồi tới luôn chị ơi. Rồi tới luôn. Rồi. Cái 14 Cầu Trắng là ngay ổ nhà em đó các chị ơi. Ngay ổ luôn đó. Nhà em đây ngay cây số 114, ngay ổ luôn nha. Đây là một con áo 24 cho chị Bùi Thị Mỹ. Xì tay của em. Nhưng mà con này size nhỏ. Cái này nó dạng áo baby doll rồi nè các chị nè. Nó dạng áo rồi nè. Nó dạng áo là xinh lắm. Còn mấy con này các chị mặc em báo xinh nha. Chị nào eo 72. Chị nào eo 72 quay về là mặc đẹp. Các chị nhìn cái hiệu của nó này. Nó là hiệu xịn đó các chị, hàng Nhật á, nhìn này. Đó. Mặc với quần sọc cho em nhá, 70 ngàn nhá, lên cho em mã số 25. 25 mấy con áo này xinh lắm, gì? Ăn miếng này đi. Ừ, cho ăn miếng đi. Lý Vũ nó ăn nó hết rồi. Sao bữa nào ăn hết lê của chị rồi, ăn hết lê rồi, ăn hết quả đế rồi. Đó. Ai cho ăn hết lê của tôi? 25 cho chị Trần My. Hộp lê 300 ngàn, mới ăn được có nửa trái à. Em còn vũ với kia 4 trái nữa. Mày vũ 4 trái? Còn mẹ gì hộp lê nữa. Nói phun ra luôn kìa. Còn gì hộp lê trời. Mày vũ 4 trái. Cái chỗ để. Nói vậy thôi em cắt dưới kia nó đã rỉ 1 trái rồi đó. Xách lên đây ngồi nãy giờ hả? Em mới ăn được có 1 miếng rồi nó ăn hết mẹ rồi. Còn 1 miếng phải hú chị liền chứ. Nó rỉ hết sao? Còn cộng đây đấy. Trời ơi cưng quá. Baby doll giống em. Áo baby doll giống em nè các chị. Chị nào eo 74 quay về nhá. Eo 74-75 thôi, size M á. Má ơi, một da cá 95 ngàn của con mà từng ngày. Eo 74-75. Nó đưa xuống nó mời xong em ăn. Con này sao mà xinh vậy trời ơi. Em mê mấy cái con baby doll này quá các chị ơi. Áo baby doll nhá các chị nhìn này. Chị nào eo 74-75 mặc cái con áo này cho em cái. Mặc quần sọt vào bao phê nhá. Xinh lắm, 70 ngàn lên em mã số 1 đi ha. Mã số 1 đi. Số 1 baby doll. Đây là một cái con. Cái này là giường chiếu nha. Nhìn này. Cái này giường chiếu hạng sang nha các chị. Mà cái này không phải giường chiếu mà mặc ở nhà cũng đẹp nha. Cái con này cưng lắm, cái con này không có con thứ hai đâu. Chị nào eo 65-72 á, cái con dây này các chị mặc ở nhà em nói phê lòi ra. Cái này mặc cái này chồng yêu chết. Xinh quá mà chồng chả yêu đúng không? Chị Hoa Lê ơi, chưa cho em số điện thoại và địa chỉ và tin nhắn. Em chưa chốt má 1 cho chị được nha. Em má 1 cho chị Dung Lê. Trời ơi má ơi nó xinh vậy các chị thấy không? Eo 65-72 nó xinh quá trời xinh đi. Cho chị cái mô hình. Chị cái mô hình cũng mê con này à? Đây cho chị đây. Mê quá. 70 ngàn. Đây baby doll đây xì tai giống em đây. Thề với con tung lạnh này sướng lắm các chị ơi, mặc như không mặc ấy. Chị nào eo 74 quay về nhá, nhìn này. Trời ơi nó dễ thương lắm, hay đổi phong cách cho em. Nay màu này mại màu kia. Ngày 2 bộ, 3 bộ thay thoải mái cho em. Đó. Chị nào eo 74 quay về nhá, lên cho em mã số 2, 70 ngàn. Xinh tai của em đơn giản vậy này, áo này. Đây là một con áo nhá, mặc như không mặc. Bình thường các chị mua cái áo mà thun lạnh như thế này không có ở đâu mà có cái đẹp như thế này đâu. Nhìn này, hàng của Nhật nó đẹp lắm. Cái con này, con áo này eo 78 quay về là mặc đẹp lắm nha. Eo 80 là các chị mặc nó khít vào người luôn nhá. Cái này eo 78 là mặc đẹp. Áo nha, cái này dạng áo các chị nha. Nhìn này, nhìn thun lạnh này. Thun lạnh. Mặt số 3.
Đó, các chị mặc quần sọt giống em đang mặc nè. Cái con áo này. Mã số 3 cho chị Kim Hoa Huỳnh. Áo cho em nhá, lên em mặc. Mã số 3 đây. Áo á, cái áo đấy mặc rộng rộng đẹp lắm. Đây. Cái này đẹp vai đẹp ơ nha, các chị nhìn này xinh không? Cái này nàng thơ nha. Cái này nàng thơ dữ lắm. Cái này các chị mặc bẹp tai bẹp ơ bày cho em này. Xong mặc quần sọc vào này. Hề nó xinh vãi ra này. Cái con này các chị là eo cứ 74 quay về là ai cũng mặc được ha. Nói chung là mặc thoải mái vào con này. Muốn bẹp tai thì bẹp, không bẹp thì mình kéo xích lên ha. Cái này tiểu thư lắm, nhìn này. Đã tàn xinh. Đó, mấy con này cưng lắm các chị ơi. Dễ thương lắm. 70 ngàn một con nhá. 70 ngàn lên cho em mã số 4. Mã số 4 nha. Mã số 4 cho chị Yến Đỗ. Chị Yến Đỗ ơi, con em 74 quay về đấy. Chị chốt con đấy mặc vừa không? Không mặc vừa đâu. Chị Yến Đỗ em 78 đúng không? Thung lạnh cho em. Thung lạnh dạ, cho em. Con sọc là con số 2 chị ơi. Chị nào eo 70, 72. Trời ơi, con này nó mát. Nhìn này. Con này mát lắm. Eo 72 quay về cho em. Ôi, này. Chị cho con chị. Xinh không? Eo 72 quay về lên em mã số 5. 70 ngàn, mấy cái con này các chị mặc thông dụng, xinh lắm, đây đây đây. Úi xuống uốn xinh này nhìn. Các chị nhìn cái chất von tơ của nó đi. Không một tỷ vết luôn nha. Không một tỷ vết. Xinh như vậy này. Chị nào eo 65, 72 thôi nhá. Baby doll như em đang mặc, các dạng dạng xòe xòe. Đó. Eo 65, 72 lên em mã số 6, 70 ngàn. Cái này dạng áo các chị nhá, áo. Nó dạng áo. Ôi dồi ôi, chị nào mà đây áo đây nhìn này mã số 5 cho chị mưa nắng. Trời ơi cái con áo này về mặc đừng có hỏi Trúc Phương ơi sướng không thề bao sướng. Cái này có chị mã số 6 cho chị Ngô Thu. Cái này các chị mặc chị không... Ngô Thu cho chứ có 10 năm sau nó vẫn mới á kỳ vậy đó. Chị nào eo 76 quay về nha. Eo 76 quay về cái con áo này các chị mặc phê nhá. Nhìn này. Chị Ngô Thu ơi, chị chưa cho em số điện thoại về địa chỉ á, nên em không có chốt cùng mã số 6 cho chị á. Trời ơi, ôi đẹp. Em chốt mã số 6 cho chị Hoa Lê Hương. À. Các chị khách mới không cho nhà em sơn lại địa cho... chỉ thì bên em sẽ không chốt đơn cho mấy chị đâu nha. Mấy chị ơi, chừng nào các chị cho rồi bên em mới bắt đầu chốt đơn nha. Mà không cho mà cứ chốt hoài là em chặn Facebook đó mấy chị. Chắc ai đó sẽ mệt. Dạ con đen dự kiểu là con số 3. Còn con số 2 là con sọc. Cái này eo 76 quay về con áo nhá. Áo thung lạnh nha các chị nhá. Áo thung lạnh 70 ngàn một cái nhá. Cái này lên em mã số 7. Mã số 7 giùm em nhá 70 ngàn. Bên em không gọi điện chốt đơn. Không nhận số điện thoại địa chỉ trên line luôn nha mấy chị. Cho số điện thoại địa chỉ và tin nhắn Facebook nha mấy chị ơi. Trời ơi sao cưng thế này biết. Mã số 7 cho chị Yến Đỗ. Cứ thấy cưng cưng rồi. Cái này nó ngắn ngắn thôi, nó không dài đâu chị nhá. Nó dạng áo á. Nó ngắn ngắn xinh lắm. Cái này eo 76 quay về là mặc quá xinh đi. Eo 76 quay về là mặc quá xinh con này luôn á. Đây này các chị nhìn này. Mặc xong mít cái quần sọc rồi này. Trời ơi sao nó xinh thế nhở. Xinh lắm luôn á. Về mà mít cái quần sọc cho em. Nó không xinh không lấy tiền à. 70 ngàn một con. Dã man không. Lên cho em mã số 8 nha. Mã số 8. Úi dồi ôi, con này cưng. Con này cưng lắm. Con này eo 70, 72 thôi. Chị nào eo 70, 72 nhá. Con này xinh lắm các chị ơi. Lên cho em mã số 9 này. 70 ngàn này. Mã số 9 nha. Chốt được số 6 đúng không? Chào Facebook. Chào Hoa Lê ơi. Chị chốt 6 xong chị kêu không vừa. Dường chiếu. Nên là bọn em chặn Facebook chị nha. Trời ơi, em, thích con này. Em không vừa. Con này em mặc. Trời ơi, thích con này quá, eo 65, 72. Mã số 6 em chốt cho chị Trâm Hồi nha chị ơi. Trời ơi. Trời ơi, em thích con này quá, em không vừa. Đây, giật lại. Trời ơi, cái con này nó đẹp. Sao mà nó đẹp về hoàng gia hoàng đế. Thung lạnh hoàng gia. Chị nào eo 65, 72 nhá. 70 ngàn cái con xịn này nha. Mã số 8 cho chị Huệ Thị. Con này lên mã số 10 cho em. Trời ơi, con này thích quá à. Con què gì vất đồ tao ra vậy. Đứa nào vừa vất cái gì ra rồi. Đấy lại rồi. Ủa tao tưởng kẹo, tao tưởng vất ra. Tao đang rũa cái mỏ ra. Đang rũa cái mỏ, tao chuẩn bị lên tông. Mã số 9 cho chị Yến Đỗ. Các chị nghe rõ vòng eo mới chốt nha. Vì cái này nó có sai. Thôi đọc mã rồi. Nó có cái sai cho nên chị nghe rõ. Số 10 cho chị Miên Mộc. Tiếp tục thung lạnh này.
thung lạnh này. Cái này mặc mát nha các chị. Chị nào eo 74 quay trở về nha. Các chị nhìn này. Mấy cái con áo này xịn lắm. Này nhìn này. Nó dạng áo nha các chị nhá. Này. Nó dạng áo rồi này. Trời ơi em nói mặc với quần sọc nó cưng lắm. Mát rụi à. Mã 11 giùm em nhá. Eo 74 quay về 70 ngàn. Ôi trời ơi con này. Trời ơi con này lụa xinh thế em biết nữa này. Chị nào eo 70-74 nhá. Trời ơi con này nó xinh. Trời ơi sao xinh vậy này trời. Chị nào eo 74 quay về mấy con này xinh quá. Lên em mã số 12. Ôi xì tai em nó đơn giản rồi thôi này. Đuôi cá. 11 cho chị Hoàng Nhung Nguyễn. Đây này xì tai của em rất là đơn giản này. Mà con này em không vừa mới điên đi. Chị nào eo 65-72 cái con đuôi cá này cho em. Thung lạnh nha. Thung lạnh. Các chị nhìn này. Trời ơi eo 65-72 mà cái con đuôi cá này thì mê chưa. Lên cho em mã số 13 70 ngàn. Hôm nay em có like đầm tuyển giải thu size lớn không em? Làm gì còn chị, 100 kiện rồi được có mỗi xào tối hôm qua rồi đấy. Cả trăm kiện mới có đấy các chị. Cả trăm kiện các chị biết em mua toàn là 60-70 triệu một kiện. Trên 100 triệu một kiện. Mà em khui cả trăm kiện chị đó. Em khui cả trăm kiện các chị biết là mấy bao nhiêu tỷ bạc của em. Trong đấy mới được có một cây xào ngày hôm qua thôi đấy. Đâu phải dễ có mấy cái đấy đâu. Lạnh mẹ thôi, đâu phải dễ có mấy dòng đấy mà like cái gì. Cái đấy mà like chắc em like ngày cả 30.000 con cũng hết. Tại vì có đâu. Cái này xịn nha các chị. Trời ơi, cái này em để em ngắm em mê quá. Em thích cái này quá. Sao mà thích cái này thế mít. Cái gì vậy, cái gì thiểu năng thiểu nước gì mấy đứa. Con bị đau vai. Đâu vai sao? Đâu vai. Một con áo xịn, áo lụa nha. Các chị nhìn này. Nó là áo lụa, các chị nhìn kỹ nha. Áo của nó cưng. Nó cưng gì mà nó cưng các chị. Bao giờ có tiếp vậy em? Dạ khi nào có tiếp là em sẽ like nhá. Bây giờ là em đang like cái lô này cho nó hết đã. Chắc cũng phải 1-2 tuần nữa mới có ấy. Tại vì thường tụi em bán 100 kiện trong một tháng bán hết rồi bắt đầu khui tiếp 100 kiện nữa nha. Trời ơi con áo lụa nha các chị. Chị nào mà eo 80-82 á, 84 á, cái này sao mặc phong rộng cho em để em kiểm tra cái phía trong. Cái phía ngoài thì mấy mà cái phía trong. Ok cái này eo 90 được. Eo 80-90 được nha. Nhìn này, áo lụa cho em. Vì em mặc áo lụa Hà Đông. Vậy đó, đó các chị. Eo 80-90 nha. Lên em mã số 14 70 ngàn. Cái đó hát đó. Giờ biết. Ừ cái đó hát đó. Quỷ sứ đập rồi bây giờ. Dễ thương dã man con này. Tụi nó dễ thương. Cái này nó phải ra con vin xịn sò lớn ấy nhỉ. Sơ ra con vin nhỏ nhỏ thế này. Bán được mấy chục ngàn. 14 cho chị Trần My. Eo 65-72 nhá. Eo 65-72 cái con này nó đẹp quá đi thôi á. Con này lên eo 65-72 lên 12 cho chị Hoàng Đức Quỷ. 15, mã số 15. Thêm một con giường chiếu hạng sang. Em mà vừa là em chốt ngay để em kiểm tra em vừa không. Vonter nhá. Ở đây này. Cái này không phải xù lông nhá, mà là nó là lông như vậy ha. Đấy, trời ơi, các chị về bảo em ơi. 15 cho chị Kim Anh Hà. Em mới nó xù lông chả, chắc em giết các chị luôn. Cái con này nó như vậy ha, nó là cái chỗ đấy nó vậy ha, nó kiểu nó vậy. Cái này cho em. Chị nào eo 74 thôi, 75 quay về thôi. Eo 74, 75 quay về thôi nha. Cưng quá. Trời ơi, sao em không phải là eo 80 nhỉ? Em 80 để lại mà giường chiếu cho nó phê. Em để lại em ngắm đi. Em mê nó quá. Ôi dồi ôi con này baby doll xinh nha. Nhìn đi. Cái con này giống xì tay em hay mặc này các chị. Xinh không? Eo 74 quay về nha. Chị nào eo 74 quay về ai cũng mặc được này. Nhìn này. Đó nó như vậy nha. Mai mát trời sắp mưa kìa. Eo 74 quay về lên mã 16 giùm em 70 ngàn. Con này cưng nè. Chị nào eo từ 65-72. Cái này đầm tiệc nha các chị nhìn nè. Nó đẹp như vậy nè, cái chất vải đẹp rồi đó.
eo 6572, 70 ngàn lên em mã số 17 này. 16 cho chị Minh Mộc. Bên em bán đầm theo số đo vòng eo, không bán đầm theo số ký nha chị ơi. Cái gì vậy con? Dạ. Nhấn mạnh, nhấn mạnh. Con nhấn cái gì ghê vậy? Mày bê cái tô ra ngoài đó, đưa mày bào sắp hết mẹ cái tô. Ôi dồi ôi, con này. Một con áo. Một con áo thun lạnh. Nhìn này các chị nhìn này. Một con áo thun lạnh dành cho các chị eo 90 quay về. Chị nào eo 90 quay về. Cướp cái kéo của tao rồi. Cái con áo này cưng quá. Eo 90 quay về, ai thích cộng thì cứ bơi vào ha. Nó co giãn sướng, thun lạnh mà. Cái này lên em mã số 18 nhé, 70 ngàn. Cái này ăn chơi đuôi cá nha, đi tiệc. Nhìn này các chị, đi tiệc nha. Trời ơi con này đẹp quá. Con này siêu đẹp luôn á. Chị nào eo 65 thôi nhá, size S. 18 cho chị Phương Cao. Chị nào size S lên em mã số 19, 70 ngàn. Xì tay của em. Ôi em thích con này lắm các chị ơi. Ê à, bao thích con này luôn, lùm xùm. Thêm con lùm xùm. Ở đây một con lùm xùm rồi. Bản thân cái con ở trong đã lùm xùm rồi. Mặt con hồng lùm xùm rồi, thêm con đen chị lùm xùm. Chị An Thi Nguyễn, bọn em đã bảo là không chốt theo số ký nha chị ơi. Nhà em bán chị không... đang chờ chị mua thước đo eo giùm em rồi nhà chị em... vô chốt lại nha chị. Không có bán theo số ký đâu các chị. Các chị muốn mua hàng nhà em, các chị làm ơn các chị đo vòng eo giùm em đi. Ở đây em đọc theo số đo vòng eo đó. Các chị thấy vừa eo thì chốt nha. Chứ không có bán theo số ký đâu. Số ký nó mặc kiểu gì? Số ký rồi nó chui vào kiểu gì? 20. 20 đâu, đang là xì tai mà. Đang xì tai, xì tin đi nè. Bây giờ tự cởi để em lên em cởi cho. Nó đang, đâu rồi, túi đâu? Ủa nó không có túi hả? Không sọc rồi, không có túi. Bây giờ tự cởi để em lên cởi. Cái này bút chì, cái chị, em mặc nó là bút lông mẹ rồi. Tại vì nó đùm chùm nó ra bút lông. Cái này dây lọc thòng kìa. Không, đúng là cái này nè. Cái gì vậy? Nó khổ của đời sao thật, khổ tay. À, cái này đúng ra các chị mặc á, nếu mà đi cà phê á, các chị đi cà phê á, để kể nghe, cái form này đi cà phê á, là cái chỗ này này, mặc vô đây này, đúng không, là mình có đi một cái này á, nó đẹp lắm nha, nó tây nha, nó ra đúng dáng bút chì luôn nha, đây này, nó ra đúng dáng bút chì luôn á, đó, nếu như các chị đi cà phê á, nhìn này, hai cái này cái rơi không, rồi chỗ này nó phình ra, đó, nó phình ra vậy này, đó, nó ra bút chì nha, vậy đó. Cái này tại vì em mặc có cái áo hồng cho nên nó không ra cái quần què gì trơn. Nhìn không giống ai trơn. Nhưng mà nó như vậy đó. Chết thật đấy, em ơi. Đúng chết thiệt nhỉ. Cái này của ai vậy? Lột trai vậy? Của chị Minh Trang Trương. Minh Trang Trương giống một con pho. Cái con này, chị con này eo tới 84 á. Em mặc rộng như vậy này, 84 á chị ơi. Con này mặc rộng nha, nếu mà nịt đai vào thì ai cũng mặc được. Còn nếu mà để luôn như vậy là eo 84 đấy. Eo 84 đấy, thun lạnh mà, thun lạnh dễ mặc mà. Này, có phải hàng thường đâu. Cả nùi bầy tem đi. Đây, 70 ngàn về bơi cho nó sướng. Ui xứ này, cầm cầm làm tất cả mình. Ta cầm đuôi, để trên phải thả xuống để đứng lấy chứ. Một con hàng hiệu. Mà... Balabitasamon gì đây, ôi dồi, cưng quá. Cái này nó là thun lạnh nha các chị. Nhìn này, nhìn cái thun lạnh hoàng gia này. Cái này mặc mát lắm, eo 6572 nhá. Đây này các chị mặc xinh hơn cái con em đang mặc này. Xinh lắm nha. Chị nào eo 6572 thì chốt con thun lạnh này đẹp, con áo này đẹp nha. Áo thun lạnh lên cho em mã số 1 đi ha. Số 1, 70 ngàn. Mấy cái con này mặc thông dụng thích lắm các chị ơi. Lụa. Cái này chị nào mua về cho con gái á, này size nhỏ á. Cái này lụa xịn á. Cái này eo 65 á. Eo 65 mà thuộc về dạng mấy bé gái nhỏ nhỏ, tầm 30 mấy 40 kg á. Tầm 30 mấy 40 kg á, mặc đẹp lắm nha. Đây này lụa đấy, lụa xịn đấy. Đấy, 70 ngàn nhé. Lên cho em mã số 2. Số 2. Em đọc số 2 mẹ rồi đấy. Mã số 1 cho chị Trần My. Đuôi cá. Sao toán xì ta em thôi mà em vừa. Xin chào các chị. Dã man cái con này. Mã số 2 cho chị Trang
Đường Nguyễn. Trời ơi, các chị nhìn cái con đuôi cá này. Chị nhìn thấy đau khổ. Chị nào eo 74, 75 quay lại. Chị đau khổ. Cái gì vậy? Chị lên sau nên không chung. Chị nhìn nhìn. Miễn là chị đau khổ. Con này nha, eo 74, 75 quay về. Con này chúc mừng chị nào chốt dính nha. Vì con đuôi cá này xịn nè. Con này cả trăm mấy một con đó các chị. Bán cho các chị 70 ngàn này. Mã số 3 nha. Mã 3 dùm em. Dễ thương. Lại dễ thương nữa rồi. Lại dễ thương. Chị nào mà eo 70, 72 size S và size M, không xinh là nghĩ lấy tiền luôn đấy chứ. Các chị thấy không? Mặc con váy xinh thế này, vài chục ngàn bạc, miễn ship tận giường. Lên em mã số 4, 70 ngàn. Em nhường Lolita cho chị thì chị đỡ đau một tí. Cái con này này, bơ hả? Cái con này các chị gì này? Cái con này em nói là cái dáng thể thao đi đánh cầu vợt đấy. Nó xòe vậy đấy. Cái dáng xòe vậy đấy. Thảo Nguyên. Trời ơi, cái con này mặc quần sọc vào rồi mặc nó lên nó mát rưỡi. Em mê mấy con này này. Trời ơi, đã lắm các chị ơi. Đỗ Thị Dung. Cái con này eo 90 quay về mặc được hết nha. Eo 80, 90 mặc được hết. Cỡ sai sai của như eo 80, 8 mấy, 90 là mặc được hết nha. Áo á, nó dạng áo. Thảo Nguyên. Nó dạng cái áo mà xì tai vậy này. Chị Thảo Nguyên chưa cho em số điện thoại và địa chỉ và tin nhắn em chưa chốt mã số 3 cho chị được nha. Đó, mặc cái này về cho em luôn. Mặc quần sọc cho em nha các chị nha. Đừng có quên mặc quần sọc như vậy nha các chị. Mặc quần sọc chết nha. Mặc quần sọc vô cho em nhé. 70 ngàn. Chị Ngô Thu cũng chưa cho em số điện thoại và địa chỉ và tin nhắn em chưa chốt mã 3 cho chị được. Mã số 5, 70 ngàn. Xuyên thấu. Em không lấy số điện thoại địa chỉ trên live, không gọi điện chốt đơn cho em xin ngay số điện thoại địa chỉ và tin nhắn Facebook thì bọn em sẽ chốt đơn cho mấy chị. Em còn chốt. Không, các chị cứ chốt trên live mà không có số điện thoại địa chỉ là em chặn Facebook nha mấy chị ơi. Các chị khách mới ơi, muốn chốt được đơn bên em mày là phải cho địa chỉ đi. Cho em địa chỉ trước khi chốt nha. Còn không cho địa chỉ các chị cứ chốt hoài, chốt đến năm sau cũng không được đâu nha. Không có được á. Em chốt. Xuyên thấu em chốt nha. Mã số 4 thì chị Kim Hoa Huỳnh. Trời ơi cái con này nó cưng. Chị nào eo 74. Mã số 3 cho chị Minh Hạnh Nguyễn. Cái con này để em ngắm. Chưa. Con đấy chưa đi được. Phải để xinh. Ngắm đã. Xinh quá. Con này xinh. Cái gì vậy? Em cảm ơn chị Văn Châu nha. Hôm nay chị Văn Châu cưng em quá. Con tơ xịn nha các chị, nhìn này. Nó xinh như vậy này. Nhiều khi nó ngồi nó hết hồn. Cái màu của nó vàng kem á. Rất cực kỳ phê, con tơ. Chị nào eo 65, 72 nhá. 70 ngàn lên em mã số 6. Áo. Một con áo xịn. Chị Nhi Nhi kìa chị. Một con áo xịn. Các chị nhìn này. Kêu em nhai đầu khách. Nhìn này, R nó bao sướng con này nha các chị. Cái con này R bao sướng nha. Mã số 5 cho chị Nguyễn Thắm. Chị nào eo 84 quay trở về nha. Cái con áo này này là các chị mặc với quần sọc. Em nói không phê là không lấy tiền đâu nha. Sướng lắm. Áo cho em. Lên cho em mã số 7, 70 ngàn. Cái này ăn chơi chút tính đi. Chị Hạnh Hạnh không cho số điện thoại địa chỉ trên live nha chị ơi, cho em xin ngay số điện thoại địa chỉ và tin nhắn Facebook nha chị. Má ơi con này nó VIP 100.000 một con, eo 65-72. Cái con này nó VIP lắm các chị ơi, các chị mua 400-500.000 không mua nổi cái con lụa này đâu ha. Lụa này, lụa xịn này. Mã số 7 cho chị Châm Hồ. Em bán cho 100.000 thì mà đi tiệc cho em. Lụa xịn cho em 100.000. Eo 65-72 lên em mã số 8. Chị nào chốt số 8 nhớ sửa giá 70 ngàn nha mấy bé. Hả? Dạ. Một con hiệu xin sò này. Công sở xin luôn. Đã mua bên em một đơn rồi không cần cho lại đâu nha mấy chị ơi. Sửa 100 ngàn. Mới có 70 ngàn. Sửa 70 ngàn thành 100 ngàn. Đỗ Thị Dung. Xin lỗi đi. Đỗ Thị Dung mới. Xin lỗi mẹ đi cho rồi mệt. Mày vừa cái lưng mày chưa? Cái con này eo 74 quay về nha. Nhìn này các chị, siêu phẩm công sở hạng sang. Chị Đỗ Thị Dung chưa cho em số điện thoại và địa chỉ, em chưa chốt mã số 8 cho chị được nha. Mã số 8 cho chị Trang Lê Hồng. Trời ơi, chị Trang Lê Hồng, cái con này nó đẹp quá đi. Trời ơi, chết cái con này quá.
Ví dụ giá 100 ngàn thì bé ơi không đi đẹp quá. Chị nào eo 74 quay về lên em mã số 9. Mã số 9 giùm em. Xì tai của em Tôn. Cái con này xì tai của em này. Nguyễn Hà Nguyễn. Các chị mặc mấy con này xong là các chị cứ mê hàng này của nhà em thôi à. Tại vì nó thông dụng và dễ mặc. Eo 78 quay về nhá. Eo 7. Ê tao vừa thấy nó thoát ra mày ơi. Nó vừa nhảy ra, nó nhảy vô mày ơi. Nó vừa nhảy ra hết hồn là tất cả mình nhá. Sống sai thành thiệt thoại. Được rồi, được rồi. Được rồi. Cái con này eo 78 quay về dùm em. Trời ơi, nó mới. Không phải đâu. Nãy giờ chốt đơn là con Thanh đó chị Ban Châu ơi. 70 ngàn đây nha. Lên mã 10. Mã 10 dùm em nha, mã 10. Em không có chốt đơn. Một con hiệu AX. Một con hiệu AX. Hồi nãy chị Vân Dương lấy con rồi, giống lấy con hiệu này rồi đấy. Lấy con này được không? Có lấy con này luôn không? Eo 72, 74 quay về. Eo 72 quay về mặc đẹp 74 thôi các chị. Eo 72 quay về, eo 65, 72 á. Hiệu AX này. Ngô thu cho rồi. Cái con này nó xinh này. Mã số 10 cho chị Ngô Thu. Chị Nhi cho em đi. Nhi lấy con này à? Không cho. Không cho. Cho Nhi đi mày. Mày ác vậy. Bán mà chảnh quá. Mày chảnh như quỷ vậy. Thế xin mấy con này nó xinh nha. Xinh, ôi là xinh này. Chị truyền gì hồi nãy lấy mấy con như vậy này, đúng không? Nguyễn truyền đâu lấy con này nữa không? Em để cho con, để cho nó VIP này. Thề luôn mặc. Nhận mấy con này nhà em về á. Nhận mấy con này nhà em về á. Thề luôn, nó mê cầm cái đầm nó xuống cái tay. Có vài chục ngàn mà nó chất cái tay. Chất cái tay. SM nhá, eo 6572 mà con này con này nó xinh lắm. Chị Ba Châu cưng tao rồi, không cưng mày nữa đâu hả? Không, cái này sẽ S nhỉ, sẽ M sợ. Ủa chị là người có lỗi với em mà chị. Ơi. Không, kiểu như trong live á chị có chị Trúc Trang hôm nay Trúc Trang, hôm nay Trúc Trang không vào, không chốt Vân hả? Cái chị Ba Châu. Hôm nay không chốt Vân hả? Vân ế vậy. Ế chết mẹ luôn. Ai mà dám ghét chị Nhi đâu ạ? Cái này eo 72 này. Cái này dập ly quạt eo 72 này. Dạ vậy. Để em chị Nguyễn Truyền này, mấy con này em đừng bỏ vào cho xinh xinh nhỏ nhỏ này. Dạ con sao đâu chị ạ. Con này size S đi. Cái này size S này. Ôi dồi ôi. Size S. Trời ơi con này cưng thề. Wow, quèo quá quèo con này cưng. Trời ơi cưng quá. Bây giờ xử cái dụng này trước đi. Chị Nguyễn Truyền có hút ba con này không? Ba con này đó, size S, cái này size S này, cái này size M, cái này size S này. Nói chung size nhỏ đấy, mấy này size nhỏ này. Xinh xinh à. Vâng là bé thất tình à, khổ vậy. Đây, ba con nhá. Nhi à. Ba con đây cho chị Nguyễn Truyền này. Em mới kêu nó bán hàng mà nó chạy qua đây em rút lại lời nói nhá. Mấy con này xinh lắm. Không bán cho chị Nhi nữa đâu. Đây, cái con này nha, con này eo 70, 72. Trời ơi, má ơi, nó xinh. À. Gào lên mất thôi. Muốn cho người ta con siêu phẩm về cho người ta xin nhá. Đây cho thêm con này nữa nhá. Tình yêu Nguyễn Truyền ơi, ba cái cho chị gì về bán này. Hồng Trang Lê Hồng. Trang Lê Hồng. Cho chị Trang Lê Hồng vài con về bán cho xinh này. Đùa đâu mà đưa cho chị vài con về chị bán cho nó cho nó xinh này. À, cho chị Nguyễn Truyền con này nữa đi, con này đẹp quá. Con này size nhỏ, size SM đấy. Tình yêu Nguyễn Truyền ơi, em nhặt cho con này nữa này, con xinh này nữa nhá. Xinh lắm mà nhìn nè. Nhi chờ cho em đi. Lấy cái này Nhi ấy rồi mà. Cái này Nhi con ơi bơi rồi. Chị Trang Lê Hồng ơi. Đây là chị đang em này. Nhìn này. Chị Trang Lê Hồng ơi cưng không? Mấy con này cưng lắm, em nhặt cho mỗi chị vài con cho nó mê. Cái con này em thích lắm này. Trời ơi con này em vừa luôn á. Con này em vừa luôn á chị. Cái con anh chị mới chuyển. Cái con này 100 ngàn này. Con này con siêu phẩm VIP nha, 100 ngàn một con á. Cái này người ta bán 400-500 ngàn một con đó chị nha. Về mà tự mà biết bán nha. Chị Nhi Nhi à, có em, không giữ mất tiết kia. Em ưu ái cho để về mà có lộc nha. Chứ con này không ai bán 100 ngàn đâu. Em bán hữu nghị cho về mà có lộc nha. Con này xịn á, con xịn á. 1, 2, 3, 4. Vậy là 4 con. Này, cho chị Trang Lê Hồng này 4 con nhé. 3 con này là em ghi 70 ngàn, còn 1 con này ghi 100 ngàn.
Đây, cái con này đi 100 ngàn này. Không, à, mà giá mà. Trời ơi, sao con nó đẹp quá hơn. Đẹp nhờ. Cái con này là Nhi Nhi nó lên nhà nó nhoi rồi đó. Xong bây giờ nó còn đòi đó. Quá buồn rồi. Mày thấy không, mày thấy không? Nó lên nhà nó nhoi, banh cái bao người ta ra rồi đó. Bao nhiêu cái vậy má? Mày hỏi con cái kè. Bao nhiêu cái? Leo leo chị Nhi Nhi. Bốn cái. Ít xe nhỏ hả? Nếu vậy thì em đưa chị khác. Đưa đây, đưa đây, đưa đây, đưa xe nhỏ đây. Hơi quê tay. Chị không xe lớn xe nhỏ, đưa đây. Đưa đây, em đưa cho mấy chị xe nhỏ. Đưa đây, đưa đây. Nè. Còn mấy chị xe nhỏ đây đông lắm. Chưa có phần. À, chưa có phần. Chọn chị màu sáng cho bé chị để đi chung đơn như em. Chị Minh Mộc à? Chị Minh Mộc cũng thích cái con này xa bao nhiêu đây? Chị Nguyễn Truyền xin nhé. Mày bỏ hết xuống rồi. Chị Nhi Nhi nhoi đâu ra chưa kịp thấy nữa. Này mày đưa hết cho chị Nguyễn Truyền đi em. Em cái đó cái này rời qua cho chị Nguyễn Truyền hết đi em. Mấy cái này xịn lắm, mấy cái này xịn lắm, không có cái nào, cái này vừa vừa bây giờ đó. Vừa bán vừa hữu nghị ha, mỗi người chia sẻ nhau. Nhi Nhi thì thiếu gì nó lên đây, nhòi thiếu gì. Mấy bao dành cho nó không sơ lên nữa kìa. Lêu lêu chị Nhi Nhi. Nhi Nhi mai em nào lên mà nhòi kìa. Chị để dành cho mấy bao kìa. Lên đây mà nhòi. Có điều là nó chưa có ủi thẳng ra đấy. Em nhòi 10 con thì em nhòi được 2 con. Mất công xách cái háng lên mệt. Khi nào chị ủi xong đi thì xách cái háng lên một lần luôn đi nha. Chứ bây giờ chưa có ủi ra đấy. Xong rồi em mời con em lựa được 2-3 con, xách cái háng lên cho nó mệt. Để ủi ra đi rồi lên sau. Lựa cho nó sướng. Mà ủi ra rồi toàn mang lên like bán hết mẹ rồi. Trời ơi con này cưng này. Chị Trang Minh, Minh Trang Trương, cái lưới trên tường cho chị đi. Cái lưới đấy là 100 một cái, đi biển đó chị. Có em 100 không em? Có chứ chị, nhưng mà bữa nay em lên hàng nhỏ ấy. Hàng 100 là chị phải đợi một cái like khác. Hàng tốn qua em lên hàng em 100 nhiều rồi. Hôm nay là em lên size nhỏ ấy. Cái này cưng nha. Cái này baby doll giống em đang mặc này. Xinh không? Trời ơi con này xinh lắm chị ơi. Nhìn này nó xinh, ôi là xinh này. Cái con này xinh lắm. Chị nào eo 78 quay về ha. Eo 78, 80 á. Chị nào eo 78, 80 lên em mã số 11 nhá. 70 ngàn. Con này không... Ok chị Minh Trang Trương ok. Cái ren 100. Cái này, tem còn nhiều lắm. Nó là hàng không xịn mà các chị, nó đâu phải hàng thông thường đâu. Tem nó còn mới nguyên, nó chưa có mặc đâu. Ở trong kiện đầm em khui ra đắp tiền lắm ấy. Đây này, chị nào eo 72, 74 quay trở về nha. Eo từ 65 đến 74, nhìn này. Nó là thung lạnh xịn á. 11 cho chị Phương Cao. Thung lạnh xịn á. Cái này lên em mã 12 này, 70 ngàn này. Chị Nhi Nhi xăng này gần 40 ngàn để em đi lên xe đạp đi lên chị. Xăng bữa nay gần 40 ngàn. Chả hiểu kiểu gì ấy nhỉ. Xăng kiểu gì cứ lên giá nhỉ. Xăng chứ không phải cái gì đâu mà cứ lên giá. Xăng xong một cái gì cứ xăng lên là cái gì cũng lên. Con lên trên tờ 100. Mà xăng xuống thì cái gì cũng giữ im trả xuống. Cái con này xì tai của em này đơn giản không, dễ thương không. Nhìn này rất là tây. Thung lạnh ở trong này. Này cái con này cưng lắm. 12 cho chị Kim Anh Hà. Thung lạnh nhá, con này eo bao nhiêu đây? Chị nào eo 72, 74 nhá. Chị nào eo 72, 74, eo 70, 72, 74 này, mặc con này cho em. Đùa chứ không xinh không lấy tiền. Chị có lấy ren cho em không? Nhìn mới tinh à các chị thấy không? Thế được không? 70 ngàn nhá, cái này đầm xinh á, áo xinh á, mã 13 giùm em. Ren free size, 100 ngàn một con, cái ren này ren theo xịn nhá. Cái này đi biển đi chơi ha, hoặc là giường chiếu nha. Cái này đi biển đi chơi giường chiếu này kia thì thôi, xê lòi phải thòi ra ha. Hoặc là mặc với mấy cái đầm maxi mỏng á. 13 cho chị Bùi Thị Mỹ. 100 ngàn đúng không? Ừ, 100 ngàn. Mê lắm chị 100 ơi. 100 ngàn gì hết đưa em chứ. Mê lắm. Cẩn thận ren bùng mền nha mấy đứa ơi. Cẩn thận cái đứa trẻ đâu. Cẩn thận ren bùng mền nha. Nhi Nhi, nếu mà hết hàng bán thì cứ lên đi em. Chị để sẵn cho em mấy bao mới cui bữa nay. Chị mới cui đấy, chị để cho em, để dành cho em đấy. Ôi mẹ ơi, cái cuộn má ơi. Tưởng đâu cái yếm bình thường anh ơi, cái yếm cuộn.
em 70, 74 á. Cái con này tưởng đâu là cái đầm mà ai ngờ cái cuộn mà hàng xịn đó, cái gì nhìn này. Nó là hàng xịn đó nhá. Cái chất là chất lụa xịn này. Trời ơi, em 70, 74 cái gì này, mặt con này bao phê luôn á. Nó là cuộn đấy. Cái con này 70 ngàn nhá. Cái này lên cho em mã số 14 này. Mã 14 giùm em. Nó ok, nó ok. Có cái lưng thì kéo. Đẳng cấp viên tẹt đấy. Cái gì bụng cạm lè vậy? Em không, em chỉ lỡ tay. 14 cho chị Bích Đào. Cái con này sao mà cam lè, cái con này là nó chất thô các chị. Chất thô. Cái này nó là hàng hiệu chứ gì, Rara đây này. Radio gì đây này. Cái này free size L 65 đến 80 90 gì mặc được hết đây này, nó cột tây này. Con này nó. Em cũng thích cái con thô này quá. Thô màu cam. Đẹp quá. Con này cho em nhá, 70 ngàn, mã số 15. Cái con này 100 ngàn cho em nhá. Cái con này 100 ngàn. Em 90 quay về. Cái này 150 ngàn á. Em có một con lẫn vào đây nhá. 15 cho chị Thảo Phạm. Có con lẫn vào đây bán 100 ngàn nhá. Em 90 quay về mã 1 dùm em 100 ngàn nha. Nhớ con này 100 ngàn chị. Cái em đổi cây chị cái. Bê dùm chị cây. Cái nhãn vực ấy đổi cái này ra chị ơi. Cái này chị chưa ra tới cho mày. May bé Vân không chốt, buồn quá. Chị Trúc Trang. Nè mày nhảy sổ ra cho chốt luôn nè. Mày nhảy sổ ra. Mày nhảy sổ ra. Em bé này ra đi. Hello chị Trúc Trang nha em nè. Bê ra cái trống đi. Cái cây kia trống rồi chị đẩy. Cây trống rồi kìa. Chị đợi em tí nha, tối em chốt đơn chị ơi. Để chị bơi kiếm baby don chị bán trước. Em nhớ chị nhiều lắm. Chị bê baby don quá. Em nhớ chị nhiều lắm chị Trúc Trang ơi. Ai lớp du bạc bạc. Mày vừa cái đường mày chưa? Trời ơi mấy con này nó cưng. Thề nó xinh á. Đây nè cái kiểu này nè. Cái kiểu này nè. Nó có mấy cái cúc đúng rồi này đạp rồi nè. Đấy phải đạp lại cái đít như thế này chị mới bán được chứ. Má con này cưng quá vậy biết. Chị Nga Vũ chị chưa cho em số điện thoại về chị và tin nhắn em chưa chốt mã 1 cho chị được nha. Nó cưng gì mà nó cưng vậy biết. Mã số 1 cho chị Lê Hồng. Cái này làm yếm cưng lắm nè. Con này để từ từ nhá. Em nắm nó, em tính ra cho em là thấy dễ thương quá. Em kiếm cái style của em cho các chị. Style của em đây. Style của em đây. Con này em mặc vừa ông trời. Cái con này con lụa nha các chị nhá, lụa. Chết rồi em không vừa, tiếc quá. Cái con này còn mới nguyên đó các chị nhìn này. Nó chưa có ai mặc nó đâu nha. Nó còn mới nguyên đó. Chị nào mà eo 74 quay về á, cái này style của em đó, em toàn mặc những con như thế này này. Trời mê lắm. 70 ngàn, mã số 2 giùm em. Mã số 2. Chị có biết chị nói như vậy là em tổn thương lắm á, làm em bộ sợ tắc luôn á. Tao bốc một con đầm là chị bốc vô đây thôi là kiểm hàng chán lời không? Ghê, chị Trang vô được kìa. Hồi nãy đi dặn một con giống y chang vậy nè. Bác con này speed quá. Không. Mà số 2 cho chị Vinh Đặng. Con này bán đi tiếc lắm luôn đó trời, tiếc lắm luôn, không muốn bán luôn đó trời. Bán đi con này đi tiếc lắm, tại vì nó đẹp quá. Em thích con này quá không vừa. Dã man không? Trời em thích con này thế nhở?
con này nó đẹp, ôi là nó đẹp. Chắc chị biết đào. Cái con này em 74 quay về là mà quá đẹp luôn đó. Em 65 74 á. Cái con này em mê quá các chị ơi, mà em vừa biết không? Cái gì cũng mê. Đây biết đào à? 70 ngàn. Úi dồi ôi, con baby doll này xinh. Đây, baby doll đây. Các nàng ơi, em nói mặc mấy con này xinh lắm luôn đi. Cái này em 74 quay về nhá. Size S, size M là mặc đẹp lắm ấy. Nhìn này, cái này mặc xinh hơn cái con em đang mặc ấy. Vì nó là hoa nhí ha. Còn con em mặc nó không có hoa hay hoài gì trơn á. Trời ơi, cái con này cho em nhá, áo baby doll 70 ngàn, mã số 4 cho em. Úi dồi ôi, con này mới xinh này. Cái này là thung lạnh. Áo baby doll thung lạnh. Nhìn này. Trời ơi, con này nó mê. Eo 74-75. Mã số 4 cho chị Hà Nguyễn. Xinh không các chị? Eo 74-75 nên em mã số 5. Áo baby doll nhá, 70 ngàn một cái. Cái này đi tiệm cho em. Eo 65-72. Đi tiệm cho em nhá, con này VIP này. Con này bao VIP luôn á. 70 ngàn lên cho em mã số 6. Trời ơi, cái con AX. Một con hiệu AX. Một con hiệu AX cho em. Chị nào eo 74 quay về nha. Cái con này đẹp lắm á chị ơi, thung lạnh. Nhìn này. Nó là cái dòng hàng hiệu mà cái form này mặc sướng lắm. 70 ngàn nhá, lên em mã số 7. Eo 74 quay về. Mã số 6 cho chị Bích Đào. Cái này xinh nhá, đầm xinh. Con này cưng thế nhở. Con này không cưng nghỉ lấy tiền luôn. Con này 100 ngàn một con đấy. Bán 70 ngàn cho nó hết luôn đi. Chị nào eo 65-72 thôi. Size S và size M đấy. Size S và size M đấy. Đẹp mỹ mãn không? 70 ngàn lên em mã số 8. Mã số 7 cho chị Bích Đào. Một con áo baby doll xịn này. Mã số 8 cho chị Bích Đào. Chị nào eo 80 nha. Nhìn này. Nhìn này. Bữa nay toàn là ngắn ngắn xinh xinh như áo á các chị ơi. Hôm nay là áo giống em đang mặc đấy nhá. Này baby doll eo 80 này. Thung lạnh. Lên cho em mã số 9, 70 ngàn. Cái này người ta bán mấy trăm ngàn một con đó gì. Em thấy người ta bán 350 một con á. Đồng giá 350 á. Mà những con thường lắm, không đẹp vậy đâu. Chứ không có phải là không phải là có vài chục ngàn như em đâu. Úi dồi ôi. Mà em bán vài chục ngàn đi. Cái này eo 90 cho em. Trời ơi, mà cái con này nó mát rồi. Các chị ơi, con áo. Mã số 9 cho chị Hoàng Nhung Nguyễn. Cái này này. Chị nào mà eo 90 á. Mặc thoải mái đẹp cho em nhé. Mặc với quần sọc như vậy này các chị. Nê không? 70 ngàn lên em mã số 10. Đây baby doll đây. Mấy con áo baby doll xinh quá. Trời, mê con này. Mê cái con này. Chị nào eo 74, 75, 76 á. Các chị mặc con thung lạnh này này. Trời ơi các chị ơi, nó cưng lắm nha. Dễ thương lắm luôn nhìn này. Lên cho em mã 11 nhá. Mã 11, 70 ngàn. Một con lụa. Xì tai của em. Xì tai của em đơn giản lắm các chị thấy không. Nó đơn giản nhưng mà nó dễ mặc. Khi nào phơi mình treo cái này lên đây ha. Cho nó gọi trễ cái này xuống. Còn khi nào mình không có treo thì mình thả nó ra thoải mái. Mã số 10 cho chị Nguyễn Hạnh. Đó, vậy nha. Cái con này cho em eo 80. Eo 80, 82, 84 gì mặc vừa hết nha. Cái này con hàng hiệu xịn sò các chị nhá. USA đấy, hàng của Mỹ ấy, lụa của Mỹ nha. Cái này lụa của Mỹ đấy. Đây, style của em hay mặc như vậy nè. Eo 84 quay về nhá, 70 ngàn, mã số 12. Úi dồi ôi, con này cưng. Một con áo 11 cho chị Vân Lê. Một con áo các chị gì này. 12 cho chị Thu Trình. Áo thô các chị gì này. Nó theo ở đây này. Xinh lắm, con này xinh lắm nha. Các chị có thể cột dây được nha. Nhìn này.
có thể cột dây được, còn không cột dây tùy ha. Tại vì người ta thiết kế ở đây này, muốn cột thì cột nha, nhìn này. Đó, muốn cột thì cột nha, còn không cột thôi nha. Chị nào eo 84 quay về mặc thoải mái luôn, ai cũng mặc được hết nha. Mã số 13 cho em 70 ngàn nhá, áo nha. Trời ơi, cái này xì tai của em. Xì tai của em mà. Một con lụa eo 74, 75. 13 cho chị Ngô Thu. Đây. Nói chung là xinh lắm các chị ơi, mấy con lụa này này. Lụa baby doll này này. Chị nào eo 74, 75 quay về mặc được hết nha. Lên em mã 14 này, 70 ngàn nha. Áo baby doll dễ thương này. Cái con này các chị nhìn này, nó xinh không? Nhìn này. Trời ơi, mặc cái quần sọc như vậy chả xinh, chả mát. Đúng không? Chị nào eo 70, 72, 74 quay về. Ai muốn mặc thì mặc ha, đừng trên eo 74 là được ha. Mã số 15, 70 ngàn. 14 cho chị Ngô Thu. Áo, ôi. 15 cho chị Trải Nghiệm. Ôi, con áo cưng thế. Con áo cái này cái chất gì nhỉ? Cái chất vải xô các chị. Nhìn nó cứ như bạc bạc nhưng mà không phải, cái chất như vậy đấy, cái chất thô này, cái chất vải xô ấy. Nó thường thường mà mặc cưng lắm, hàng hiệu Uni đấy. Hàng hiệu Uni. Ê, bữa trước chị cho con Bình một cái con màu giống vậy này. Đậm hơn ha. Nhưng mà con đầm cái này con áo. Nó là chất vải thô hàng hiệu Uni đấy. Nhìn vào cứ tưởng như là nó bạc, không phải đâu. Nó vậy này các chị. Cái kiểu này nó vậy này, nhìn này, cái chị nhìn này, cái chất vải thô này như vậy này. Xinh không? Chị Hoàng Nhung Nguyễn. Xinh không? Xinh vãi. Cái con hàng hiệu rồi các bạn, mấy trăm ngàn một con đấy. Em cứ thấy nó không hài lòng là nhiều khi tặng luôn. Nó không phải bạc màu đâu chị nhá. Nó chất vải nó vậy đấy. Em tặng cho. Cái gì em cảm thấy không tự tin thì em tặng cho. Mấy cái tặng vô đi. Úi dồi ôi, cái này dễ thương. Sao ở đâu có cái ăn chơi này vậy biết? Chị Ngô Thu xả 13 được không? Ăn chơi? Dạ không. Xả cho ta đi. Chị xả 13 làm cắn chị đó. Xả cho ta đi em. Xả cho ta đi. Cái con này áo khoác nhưng mà nó dễ chịu. Chị tu rồi phải. Mày ta tu đấy. Mày xả cho người ta đi. Để một tí giờ hết tu rồi. Cái con này dễ chịu lắm các chị ơi. Cái con này khoác màu đen đó. Nhìn này, nó có mũ này. Khoác màu đen. Trời ơi, cái con 13 là con xịn á. Con đưa đây, đưa đây. Mày đâu? Cho chị Minh Trang Trường. Cái con trắng đấy xả ra là quá tiếc luôn. Cho chị Minh Trang Trường con đấy hả? Dạ. Cái con này quá dễ thương đó chị này. Con khoác này quá dễ thương. Con này khoác ăn chơi á. Khoác màu đen đấy. Em thích mấy con này mà mặc mấy cái con mà nó hở nách nhiều á. Cái mình khoác cái con này đi. Xong cho nó đắp bớt cái nách này á. Nhìn nó tự tin. Em thích mấy con này lắm. Tôm mà. Em chốt. Cái gì? Học khuya khóc than gì? Không, tại vì em ngày kia em đang khoái cái con giống này nè. Ở vậy cho mày đây. Không, em khoái con này hơn. Con nào? Ừ, đây. Cho mày đây. Ừ, con đấy cưng đấy. Con đấy thay nhỏ hơn, con này chị mặc đẹp. Con này chị mặc vừa. Con này xịn ai chị mặc vừa. Đấy, mày thích con đấy, mày lấy con đấy đi cho đây. Cưng quá à. Phú, cho chị cái cây này chị lùa hết rồi. Mình cho chị cây đó đi. Ừ, đưa đây để chị lấy mấy baby doll cho chị bán chơi. Rạng ơi, bé này lên đó chị. Bé cái này lấy cây trống của chị. Cái này chị like giá sau. Để chị lọc cái đó, chị like cái hàng baby doll trước đi. Không biết nhảy đâu luôn á. Nó cứ nhảy nè. Nó cắm đầu vô đâu còn lâu mới biết. À, trời ơi, dã man á. Đỡ đi. Trời ơi, hàng hiệu Zara cút ra. Trời ơi. Một cái áo lụa Zara cút ra. Vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo anh vô cùng. Ôi dồi, sao bữa nay hát ngang như cua vậy chú? Sao dạo này hát chán đời thế?
ngày xưa cũng là một ca sĩ, bây giờ sao giống lòi sĩ vậy. À, cái con này cho em nha, Zara Kuda, cái này hàng lụa này, Zara Kuda này, trời ơi, em cứ đọc Zara Kuda chứ nó xinh lắm này. Áo mà, áo đấy, áo người ta bán vài trăm ngàn kệ. Em chị bán. Thảo đặt, chị ơi, lụa cho con gái, à chị, đỡ tay nói mà mày cứ ưng 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 là sao mình thấy được. Thấy đâu, ép vô đi. Lụa này xinh xinh, eo 82 nghe, đây qua đây cho đây, con gái, nói mẹ mua mà mẹ không mua cho. Úi dồi, con gái mà eo 82 thì nó bằng mấy em rồi còn đâu nữa. Con gái eo 82 nó bằng mấy em luôn rồi còn đâu nữa. Đặng ấy. Em tưởng con gái eo 6 mấy thì 7 mấy ơi gì. Con gái eo 82 thì bằng mấy em rồi còn đâu nữa. Cái này cho em nha. Để ra ra đâu, ra ra đâu, cút ra đâu. Đây cho chị Nguyễn Thị Nga đi. Rồi. Quá chia sẻ 18 hộ nhóm hàng ngày. Em chia sẻ 18 của nhóm hết trơn. Thì do tặng do. Cái con này cho em hàng xịn nha. Các chị nhìn này. Đây là một con baby doll xịn nha các chị nhìn này. Trời ơi, kiếm được mấy con này không phải chuyện đơn giản ha. Nó ở trong đầm Nhật mà tụi em vui đắt tiền á. Cái con này dành cho các chị eo từ bao nhiêu bằng được này. 70 ngàn con này ha. Áo baby doll. Eo 6. Eo 70-72. Chị con Thanh nó chủ em kìa. Nó kêu em ghi tặng vô nhưng tính tiền. Này, chị nào eo 70-72 nhá, áo baby doll. Con này em mặc, nếu mà em vừa là em xinh hơn cái con hồng rồi này. Xinh hơn luôn đó trời ạ. À. Mà em không có vừa đâu. Mã 1 nhá, 70 ngàn, mã 1, áo baby doll nhá. Áo baby doll. Tặng nhưng tính tiền được cô. Tặng còn tính tiền mấy đứa hôm nay. Quỷ hành đó, các em đi tặng nhưng tính tiền. Cái con này, em chúc mừng chị nào chốt dính con này này. Một con hiệu này. Mã số 1 cho chị Đào Nguyễn. Một cái tem to đùng, Bata Bisabon gì đó. Nói chung là nó đẹp lắm nha. Cái này lụa theo, các chị nhìn này, theo đục lỗ này. Chị nào eo 74-75 mặc đẹp nha. Quay trở về á. Ở đây nó có sợi dây mình rút lại này. Rút vào này. Cái con này không đẹp nghỉ lấy tiền nha. Cái con này cưng lắm, nó ngắn ngắn vậy này. Nó dạng đầm ngắn vậy này các chị. Xinh nha, đầm xinh á. Mã số 2 70 ngàn, một đây 70 ngàn đây. Áo baby doll. Bỏ qua đây đi. Bỏ qua đây. Úi dồi ôi, con áo cưng. Trời ơi, các chị nhìn đi. Nó là một con hàng hiệu xịn. Các chị nhìn cái tem này. Nhìn cái tem hiệu này. Lụa nha các chị. Lụa hoàng gia nha. Nhìn này. Một con áo lụa hoàng gia baby doll. Trời ơi, nó xinh. Con này em mặc tới gối rồi á. Nó trên gối á. Nó là áo mà. Chị nào eo 74 quay về nha. Nếu mà cái cổ này mã số 2 cho chị Bùi Thị Mỹ. Nếu mà cái cổ sợ rộng á, các chị phải mặc áo ngang cho em hoặc áo dây cho em cho nó tôn cái vòng 1 lên ha. Cái này áo cực xịn đó, áo baby doll hoàng gia đây. Cho chị Hoàng Nhung Nguyễn. Chị Hoàng Nhung Nguyễn vừa có eo 74 à. Chị lên số 3. Này cái này số 2 này. Chị Hoàng Nhung Nguyễn ơi, cái này em có 77-74 quay này à. Cái này size nhỏ. Con này áo này đẹp lắm, áo này đẹp lắm nhưng mà nó size nhỏ, em còn tiếp này. Em cũng nghiện mấy dòng này này. Em cứ thích mấy cái dòng mà em mặc like hàng ngày đó các chị. Chị Hoàng Nhung Nguyễn ơi, có vừa không? Mua cho. Ok duyệt luôn. Mấy con này cưng lắm. Cái con này này mày giới thiệu cho cái con này. Giới thiệu cho. Tìm con này không ra đâu. Nhìn này. Nhìn này. Nhìn ha. Nhìn cái độ sướng ha. Úi dồi ôi, con áo này nó phê rói tay thòi. Chị nào eo 80 quay về cho em. Mặc con này đi xong rồi đi tìm Trúc Phương mua tiếp tục nha. Tìm Trúc Phương mua tiếp tục nha. Thung lạnh, áo thung lạnh. Mã 4 hả? Mã số 4, 70 ngàn. Cái này cực kỳ dễ thương, rất vai, rất ơ. Cái này tôn nha các chị nha, tôn. Cái này mặc bao mê. Chị nào eo 78 quay về cho em. Chị nào eo 78 quay về mặc cái con rất, cái con này này. Nó xẻ xẻ trên chị vai. Chị nghe Vũ chưa cho em số điện thoại và địa chỉ và tin nhắn em chưa chốt mã 4 cho chị được nha. Cái này nó mát lắm. Mã số 4 cho chị Thảo Đặng. Nó mát lắm. 70 ngàn eo 78 quay về lên em mã số 5. Số 4 đây nhá, 70 ngàn chị Thảo Đặng ơi về mặc không sướng nghỉ lấy tiền ha. Mặc đi rồi kêu Trúc Phương ơi có sướng không nha. Thảo sướng luôn á. Cái xỉ tai này em nói thật, chỉ có nhà em mới có thôi. Ê nói nghe hôm rồi em có mình có mặc cái một cái kiểu vậy mà không đẹp bằng con này. Không đẹp bằng con này đẹp hơn. Trời ơi.
cái lần đầu tiên thấy cái nơ cái ơ đàng hoàng á. Em còn á. Đứa nào? Em. Thề đi. Thề luôn. Thề luôn, lần đầu tiên thấy cái nơ cái ơ xinh. Em thách nó lúc chị đi ngủ ra. Thề. Anh nhìn cái nơ nhìn móm móm. Thề nhìn nhìn nó cưng sao sao á. Ừ. Nó bị móm. Nó biết thì... dây ngắn quá hơi khó cùi. Thì nhưng mà nó đẹp rồi. Nhưng mà nó dễ thương quá. Cái con này chị thích lắm này, chị có một con nó mới mặc lại bữa này. Nhưng mà nó không giống con này, nó xấu hơn này. Con này eo 90 quay về nhá, eo 90 quay về. Nói chung là eo 80, 90 mặc thoải mái đẹp. Lụa đấy các chị. Má ơi nó cưng. Chị em khó khăn nào để chỉnh cái nơ không? Lên cho em mã số 6 nhá, 70 ngàn, mã 6, mã 6. Dạ, mã số 3 chị Hoàng Nhung Nguyễn chốt trước rồi nha chị ơi. Số 5 đây. Cái này số 5 này, cho chị nào số 5 này. Mã số 5 cho chị Thảo Đặng. Con này con số 6 này. Số 6. Số 6 đây. Số 6 đây nha. Số 6 cho chị Hoàng Nhung Nguyễn. À, xì tai của em. Ta ha ha. Tăng 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 tăng. Xì tai của em. Nhìn đi, xì tai của em đây, có cái túi túi gì này các chị? Xì tai hay túi. Xì tai của em là xì tai túi và xì tai chắp vá. Cái bàn. Đó là một con hàng hiệu xịn các chị nhìn này, thung lạnh ha. Em mặc đâu đó đàng hoàng, tử tế và chất co giãn, đó là xì tai của Trúc Phương. Đó. Con này eo 80, 82 mặc thoải mái luôn, úi dù ôi xinh quá. Xinh quá đi rồi. Ê, em mặc con này xinh lắm các chị. Mặt cứ ngây ra, tại vì sao xinh nó phải chảnh chứ các chị. Đó, xinh nó phải chảnh, số 7 cho ai đây? Các chị Dung Lê. Các chị Dung Lê nha chị ơi. Một con hiệu bao di lâu. Cái con này không phải đơn giản, các chị nhìn này. Cho các chị nhìn đằng sau thấy đơn giản không? Bình thường như cân đường hộp sữa nhá. Quay cái mặt lại một cái hết hồn luôn. Đủ hết hồn chưa? Cái con này mà mặc giường chiếu em nói là bao đẻ nha. Bao xinh bao đẻ nha. Chất của con này thung lạnh. Hàng hiệu bông di lâu là biết rồi đấy. Eo của con này là cứ các chị eo từ 65 đến 74. Mình sẽ hết không mua nữa đâu, bán mà kỳ quá. Hả? Có trên nét không? Mẹ nào nói chuyện vớ vẩn vậy? Ngô Thu. Ngô Thu nói chuyện gì vậy? Dạ, mà số... Chị ơi, chị không mua thì thôi, em có bắt chị mua đâu. Chị có muốn mua, mua chốt được đâu. Mà số 3 chị hỏi em bán hàng trước rồi mà chị cứ... Mình đã xả ra cho rồi, bây giờ còn... làm sao, dù gì? Hồi nãy là xả một con rồi. Hồi nãy xả con ra 13 rồi. Đã xả ra một lần rồi. Rồi giờ còn đòi gì nữa? Đòi xả nữa hả? Hay sao họ đòi bây gì? Giờ đòi số 3, nhưng mà số 3 chị Hoàng Nhung Nguyễn chốt trước rồi, hỏi trước rồi. Hồi nãy xả một con ra rồi, quy định nhà em xả hàng là chặn Facebook rồi. Em đã bỏ qua rồi. Hôm nay em ăn chay em không chửi rồi. Xong bây giờ đòi số 3 người ta chốt rồi, em đọc số người ta chốt rồi. Mày chị đòi. Chị đòi. Chị đòi đòi đâu ra, em bán cho người ta có mấy chục ngàn con đầm con áo. Không lẽ em lấy lại của người ta em đưa cho chị? Hóa ra em trẻ con à? Em bán buôn cái quần què như thế ai mua hàng của em nữa, đúng không? Em đọc số thì phải chốt cho người ta chứ. Người ta chốt được em chốt cho người ta chứ. Chị sao chị lớn rồi chị mua vậy, chị nói chuyện ngu vậy. Không mua thì thôi, chị đi chỗ khác mà mua, em đâu có cần bán cho chị đâu. Những cái người mà xấu tính như chị em không cần bán. Tại vì khách nhà em rất nhiều nhưng mà khách đàng hoàng. Đấy, em trân trọng từng cái đầm nha. Em bán cái đầm 70 ngàn em trân trọng. Em trân trọng các chị ủng hộ em một dấu chấm. Nhưng để những người khách vớ vẩn như chị ấy, em không có cũng được nha. Chặn Facebook chị đi. Chị đi chỗ khác mua giùm em nha. Bực cả mình, hôm nay em đã ăn chay rồi, em không có chửi từ nãy giờ rồi. Mà đạn bây giờ còn chọc cho em rũa mỏ em lên nữa. Cút ngay. Cút nhanh còn luôn. Bực cả mình. Này, cái bà đã chốt được mấy con, mày xả hết ra cho chị. Được mấy con? Mày kiểm tra cái tibot của bà coi bà chốt được mấy con. Được, 3 con. 3 con mày lôi cổ hết ra chị, còn không thì ghi vào giấy về đây em, ghi giấy đây mai xả hết ra. Mẹ bố tổ sư. Làm cái kiểu giống như kiểu rồi. Mẹ giống như kiểu là chắc là không có bà, chắc tôi chết. Chắc có kiểu là mẹ chắc là mình không mua nó, chắc nó chết. Em chưa chết đâu. Em nói thật cho chị đấy. Ở đây rất là nhiều người yêu thương em. Ủng hộ em một dấu chấm thôi, em rất trân trọng. Em không chảnh nha, em trân trọng từng dấu chấm. Nhưng để các chị mà cái cách kiểu khách ấy, mà có tiền làm phiền thiên hạ là một. Cái kiểu khách sáng nắng, chiều mưa, 12 giờ trưa, sương mù rải rác, cút nha. Cái kiểu đấy em không cần. Ok không? Còn các chị ở đây rất đàng hoàng. Em trân trọng từng dấu chấm nha các chị. Em trân trọng lắm. Các chị mua ủng hộ em một cái đầm 50 ngàn. Em miễn ship tận nhà. Chấm cho em một dấu chấm. Em trân trọng từng dấu chấm luôn. Còn cái kiểu vớ vẩn cút. Trời ơi.
chị Trung Kim cho em cái, chị cầm cho luôn vừa không? Eo 474 quay về nàng ơi, cái này giường chiếu nha, đang giới thiệu giường chiếu bực cả mình. Đang giường chiếu, đang phê. Bán quần đầm 70 ngàn, giới thiệu từ A đến Z đây còn chưa xong đây. Khổ. Nó đẹp như vậy này, nó thùng lạnh ấy. Chị Trung Kim vừa không? Chị ok rồi. Đây, về giường chiếu đẻ nhiều đấy. Ừ. Nó quỷ sứ yêu nghiệt, nó chọc tức em. Em nói là em tu cũng không có được. Nó cứ chọc tức em á chị ơi, mà cái mỏ của em là cái tính của em ấy là để trong lòng nó bệnh. Em cứ phun em chửi cho xong đi rồi thôi. Mình cũng có ác ý nha. Mình chửi nó xong rồi thôi. Cái kiểu sáng nắng chiều mưa 12 giờ trưa sương mù rải rác là em chửi banh hết à. Vậy đó. Nhi ơi, chị Nhi còn nhiều câu hay lắm em ạ. Để kể nghe có mẹ kia kìa. Mẹ làm như là mẹ phải nói là cứt loại 3 mà tưởng bá là sô-cô-la loại 1 đấy. Cứt mà cứ tưởng bánh mứt mùa xuân đấy em. Bà cứ làm cái kiểu như là kiểu cứt mà tưởng bánh mứt mùa xuân đấy. Thề luôn đấy, chị tiến váy này chị chửi chết luôn. Chửi chết cụ, đúng không em? Mẹ bốc tổ sư thầm. Tao chửi cho hết thầm. Đây chị. Để nó đi. Nhà em bán hàng tử tế mà cái gì. Đùa em không chảnh đâu, thề luôn đấy. Em rất là chân tình luôn đấy. Nhưng mà có nhiều chị cứ chọc em. Và mình nhanh chương bó tay bà luôn. Các chị thấy không? Rồi chốt được mấy con đầm xương chốt không? Chốt được 3 con xả con. Người ta đã yên ắng cho rồi. Lại còn đòi cái con của người khác. Xong rồi đòi con người khác không được thì giấy đạch 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 đạch. Nên giống kiểu mà đỉa phải vôi ấy. Ê, không mua nữa, cứ kỳ quá. Mẹ không mua thì thôi. Mẹ cứ mà cứ tưởng bánh mứt mùa xuân ấy. Bực cả mình. Tình cả bụng. Chửi còn hơn bà Hằng. Cái con này von tơ. Von tơ này dễ thương thế nhỉ. Con này cái gì giống cái quần không? Không, mỗi cái quần đó. Này dễ thương này. Cái này để lại 50 ngàn chứ. Cái này không phải 70 ngàn. Đây, 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 đây. Cái này em đây, đây. Nhi Nhi em con hoa đen. Hoa đen nào. Đây, cho Nhi đây, 50 ngàn. Đây. Cái Nhi, Nhi, Nhi cứ bỏ vô đi, đừng có gì ám được, mai mốt chị thì giá sau. Nhi Nhi... 50. À, cái con này nha các chị. Đi mua những cái con này nó hiếm này, các chị nhìn này, tại sao? Tại vì đây là những cái dòng mà các chị nhìn kỹ này, nó là thùng lạnh hoàng gia nhá. Đây này, nó không phải là mình muốn mua là được cái con này, mà tụi em cũng muốn bán cũng không có. Ở trong cái đầm Nhật ấy, cả trăm kiện ấy, mình khui ra rồi mình gom góp lại á. Mình gom góp lại nó mới được có những con này nha. Ừ, vậy đó. Chị nào... chị nào eo 95 quay về á, biết sai á, nói chung eo 90-95 quay về, ai muốn mặc thì mặc ha. Đó. Bà Hằng làm gì có cửa so với chị hả? Chị chửi một cái bà văng luôn à? Không, chị chửi đàng hoàng tử tế, chị không có đào cha bới mẹ người ta ra nha. Bà kia là bà chửi, chị không có thích cái chửi đó. Chị không có thích cái kiểu chửi bơi móc, em hiểu không? Em nghe người ta chửi á, một người chửi mà nghe nó vui tai và nó sướng, nghe tới đâu nó sướng tới đấy, mà càng nghe càng muốn nghe, mà càng nghe là càng thấy thích. Đó là xì tai của chị chửi ha. Còn cái người khác chửi á, nghe chửi mà mình ức chế, chửi mà chửi ai cho cái quyền chửi đào cha bới mẹ, ai cho cái quyền chửi mạt sát, không được chửi mạt sát. Đó là cái cách chửi mà cái cách chửi đấy chị không thích nha. Cách chửi vô văn hóa chị không có thích ha. Chị là chị thích chửi cái kiểu mà chửi thẳng vào vấn đề, chửi luôn, chửi thực tế luôn. Đấy nha. Chứ không có chửi mạt sát đúng không? Chửi vui tai. Các chị cứ vào đây nghe chửi nó mê lắm. Có nhiều bà đêm hôm á chả chịu đi ngủ đâu, đeo tai phone này, xong rồi trốn chồng vào trong kẹt, xong rồi đã đeo tai phone rồi còn nghe chửi rồi còn cười khích khúc khích ở trong đấy nữa chứ. Đấy, tại sao chửi lại cười được? Nó phải có đẳng cấp chửi đúng không? Chửi cứ chửi nghe cười được mới vui đúng không? Nói chung là 70 ngàn đấy. Lên em mã 1. Mã 1 nha. Nghe chửi mà vui mà sướng người mới mới là chửi chứ. Mẹ chửi mà nghe mà ức chế trong người chửi như vậy kỳ lắm, không chơi đâu, chị không chơi chửi vậy đâu. Cái con này chất gấm thô. Gấm thô nhá, mặc form rộng cho em, eo 90 nhá. Cái này này, eo 90 cho em ha. Cái này 100 ngàn đấy, nhưng mà thôi kệ nha. Gần mã số 1 cho chị Yến Nhi. Bán cho vui ha, 70 ngàn, mã số 2, eo 90 quay về nhá, mặc rộng rãi. Số 1 đây. Bích Hà, em đọc theo số thứ tự thế rồi chưa?
Nhìn thấy khách đã chốt không đúng ý xả mệt em ra đánh bạn lộn xộn. Khách không chốt được bừa em ạ. Nhà em thì phải là, nói chung là nhà em chốt đó. Các chị biết là em chốt số tới á, các chị khác mà chị lên số đấy, cho dù chị không vừa chị đâu được giá đâu. Đó là quy luật của các chị đã biết rồi. Mình lên sớm rồi thì mình đã quyết định giành bằng được con đấy rồi, thì khi em báo số đo vòng eo không vừa, người ta cũng đâu có dám xả đâu. Người ta xả người ta bị mất lượt, lần sau người ta không được chốt nữa. Cho nên người ta cũng mà phải số 2 cho chị gì? Người ta cũng phải chịu mà các chị đấy. Tội nghiệp người ta chứ đâu phải là người ta cứ lên trước là người ta được đâu. Nó cũng có cái rủi ro chứ, đúng không? Công bằng hết á. Cái con này cho em nhá, giường chiếu thì bao phê nhá. Cái con giường chiếu hạng sang này cho em, chất thùng lạnh nha. Mấy cái con này các chị mặc buổi tối á, phê lắm nha, phê, dễ thương. Nó dễ thương lắm nha. Đấy, các chị thấy nó họa tiết đẹp như vậy mà, chả phê. Chị nào eo 74 quay về nhá, mã số 3 cho em 70.000. Ê, nói nghe, con này hồi nãy có một con mà. Chốt chưa? Sao giờ thấy thống con nữa vậy? Chị nhớ chốt rồi mà. Đi xem con này nè, nhớ chốt cho ai rồi ấy. Như vậy á. Ừ. Mã số 3 cho chị Xuân Thủy. Chị nào eo 74, 75. Thích này xì tai của chị mà, lụa này. Chị nào eo 74, 75, một con lụa xịn nhá. Xì tai của em như vậy này. Lên cho em mã số 4, 70.000. Số 3 đây. Trời ơi. Nó bay á. Cái quạt nó không có hợp tác gì hết. Ừ, nó bay á, kỳ ghê á. Mã số 4 cho chị Miên Mộc. À. Trong bóng đêm tôi nhìn. Bèo bé bèo gì đây? Úi dồi, con áo này nó phê. Áo AX AX AX. Trời ơi, AX. Một cái con AX. Nhì có hốt không? Chắc không phải xì tai nhì đâu. Cái này xì tai của chị. Cái này xì tai bánh bèo AX nha. Hàng cao cấp. Cái này nó gọi là hàng hiệu cao cấp nha các chị. Như vậy này. Nó kiểu nhì trời SS. Hai con AX luôn em. Hai con AX luôn em. Cái này ủi ra nó đẹp nhờ em nhờ. Ủi, giặt ủi cho nó đẹp vậy đó. Cái này bữa em bơi rồi đó Nhi. Em bỏ qua một tuyệt phẩm chưa? Em bỏ qua một tuyệt phẩm chưa? Nhi là một bé em, nó lên nhà em thường xuyên đó chị các chị. Nó lên nhà em thường xuyên á. Cái dòng đấy nó mua một lần á. Một lần nó mua cả bao. Cả bao, không có hàng cho nó luôn. Nó lên nhà em lần nó lấy cả bao á. Cái này lụa nha các chị. Cái này lụa xịn nha. Cái này nó còn nguyên tem đây này. Hàng còn hàng hiệu đồng hàng nhá. Nó dạng baby doll áo vậy này các chị. Nhìn này, lụa, áo baby doll nhá. Cái này eo 74 quay về là mặc đẹp hết nha. Eo 65, 74 là mặc con này đẹp hết nha. Nó là áo nhá. Cái này các chị mặc quần sọc ấy, nó là áo ấy. Nói chung là cái con này nó nó rất là dịt ai. Áo 70 ngàn nhá, mã số 7 cho em nhá. Mã 7, ở đây có một con áo này. Cái con này các chị mặc ấy. Cái con này để gì? Để mai em like cái dòng này ra sau đi. Đây. Cái con áo này các chị mặc vào không sướng nghỉ đấy tiền. Nhìn này. Áo mà thung lạnh cái kiểu gì mà nó mát lạnh luôn á. Mát lạnh. Chị nào mà eo 78 quay về á, một con áo xịn nha. Lên cho em mã số 8, 70 ngàn. Mã số 7 cho chị Hoa Nguyễn. Đây, xì tai của em đây. Mã số 8 cho chị Dung Lê. Nhưng mà em không có vừa. Eo cái này có 7 mấy nhỉ? Eo có 74, 76 thôi. Thề tiếc vãi. 7 đây. 8. Con nó ghi tặng. Cái 8 đây. Tao không tự tin cái nồi xùi ở dưới. Cái bang ở dưới. Cái bang quá. Cái con này xịt nha. Cái con này không đùa được đâu. Cái con này các chị nhìn cái lụa này. Cái lụa này không đùa đâu. Cái lụa này xịt lắm ấy. Em bán có 70 ngàn đấy. Con này rất là đắt tiền đấy các chị. Nó hàng hiệu xịn, là hàng lụa xịn đấy. Chị nào eo 74, 76 mặc đẹp nha, mặc rộng rộng mới càng đẹp. Lụa hoàng gia 70 ngàn, mã số 9. Số 9 cho em nha.
Chị Vân Lê chọn cho chị vài con cho đủ đơn nha em. Mạng nhà chị yếu quá chưa đọc mã mà người ta chốt hết trơn rồi. Người ta chốt hết trơn rồi. Làm sao đây? Mã số 9 cho chị Nguyễn Hà Nguyễn. Wow, quèo quá quèo cái con áo này nó phê cái gì này. Trời ơi, em nói nó phê lòi cả ra. Số 9 này. Trời ơi, các chị nhìn cái tem hiệu của nó đi. Các chị nhìn này, em nói nó cưng, báo cưng cái con áo này luôn á. Áo này eo bao nhiêu nè, eo 72 thôi. Chị nào eo 70, 72 thôi. Tức là eo từ 72 quay về á, chị nào cũng mặc được nha. Còn trên eo 72 là mặc chật đấy nhá. Áo này đẹp, mã 1 cho em nhá, 70 ngàn mã 1. Áo đẹp quá, miễn ship hết luôn nha. Hết chưa, em ơi hết chưa? Ủa cái lúc đó chị đi còn ít nữa mà sao còn hoài vậy? Cái lúc đó chị đi là thấy cây 1, cây 2 còn ít lắm mà. Hả? Cái này là của cái nào vậy? Ba xào rồi, cái chị đã dặn là cây 1, cây 2 thôi. Là xong cây 1, cây 2 thôi là đẩy qua đây thôi. Còn lại là ủi ở bên, ủi cái 6, cây 7 đó. Ủi cái 6, cây 7 đẩy bên đó. Đem qua đây gì đó, nó đem cái nào đây khổ. Dặn nhưng không chán lắm thôi. Một con áo xịt. Các chị nhìn này, áo xịt nha. Áo này là áo chất của nó là thun lạnh ấy, nhìn này. Các chị nhìn này. Em nó mê mấy dòng áo này luôn á. Các chị nhìn này. Mặc quần sọc vào cho em xinh vãi ra vậy. Mặc quần dài, quần ôm đều đẹp mà. Nói chung là con này đẹp đó. Em chốt. Nghe em chốt đó. Chị nào eo, con này eo từ 78 mà quay về ai cũng mặc được hết nha. Mã số 2 nhá, 70 ngàn. Có mã số 10 không? Không. Không. Làm giật mình con. Cho chị xin miếng nước đi. Mã số 2 cho chị Bùi Thị Mỹ. Chấm bi chị nào xem, con chấm bi này đẹp quá à. Con chấm bi này giống kiểu em đang mặc này. Nó giống kiểu em đang mặc vậy này. Chị Nguyễn Hoa. Nhưng mà con này size nhỏ này. Eo 65-72 thôi. Eo 65-72 thôi chị ơi. Size lớn mà không vừa đâu. Cái con này áo đẹp lắm. Con này mặc quần sọc đẹp lắm. Xinh lắm. Chị ơi 70 ngàn con áo này á. Chị vừa không? Em xin thông báo chị nào khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào muốn chốt được đầm, nhắn tin ngay số điện thoại, địa chỉ và trong tin nhắn Messenger của Facebook. Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhé. Chị nào chốt được mã trên line mà không có địa chỉ em bỏ qua luôn nhé. Cho chị lên cái cây đó đi. Cho rộng chỗ này. Cho rộng chỗ này. Để chị có phần này. Chặt. Út đồ còn cưng quá. Chị Nguyễn Hoa, chị có vừa không chị ơi? Chị nào eo 65-70 size S nha. Cái con này đẹp quá, nhưng mà nó là size S. Nhìn này các chị. Khi các chị mặc vô cái dáng đẹp lắm. Von xịn mà. 70 ngàn ha. Cái này lên cho em mã số 3 nhá. Mã 3 giùm em. Chị Nguyễn Hoa. Mã 4, giùm em. Mã 4 giùm em. Chị Nguyễn Hoa không vừa. Mã 4, cái con này này. Con áo này eo 65-72 chị nào nãy kêu vừa này. Chị vừa đồng hồ cát này. Chị đồng hồ cát thôi, chị lấy cái này hả? 70 ngàn cái áo này. Chị có ok thì chị nhắn tin số điện thoại địa chỉ vào cho em đi rồi em chốt cho nhá. Nhắn tin vào trong tin nhắn Facebook ấy. Chứ không nhắn tin vào á là em không chốt được ha. Nhắn tin vào cho em đi rồi em chốt cho nhá. 70 ngàn em miễn ship cho. Về mặc thử cho nó mát nhá. Áo xịn nhá, áo này áo của Nhật mà. Chị Nhi ơi, cái này là gì chị Nhi? Trời ơi, tôi cắn một cái chạy nọc bây giờ. Cái con này đẹp vậy đó. Nó đẹp vậy đó, mà nó lên nhà tôi nó bỏ qua đó. Cắn chạy nọc giờ. Trời đất quỷ thần ơi. Cái con này baby doll xịt nha, lụa nha. Một con baby doll lụa này, các chị nhìn này. Cái con này dành cho các chị eo 78 nhá. Nhìn này. Nhìn này các chị. Đó, em mặc nó lên như vậy này. Chị Nhi Nhi của em. Trời ơi, eo 78 chất lụa nha các chị nhá. Cái con em mặc là von á. Cái con này lụa mới đẹp này. Con này lụa đấy. 70 ngàn lên mã số 5 nhá. Ờ, đây.
Hê gì lên nhà người ta mà bỏ qua cái con đầm đẹp như thế này là muốn cắn không? Muốn cắn không? Cắn chạy nọc chưa? Mà số 4 cho chị Bùi Thị Mỹ. Một con áo. Một cái con áo này cho em cho các chị xem này. Áo chất thun lạnh này, nhìn này. Mà số 5 cho chị Bùi Thị Mỹ. Chị nào eo 78 quay về ai cũng mặc được vì cái con này mặc càng rộng càng đẹp. Đây là một chất mà thun lạnh mà ai cũng mê á, ở trong đồng Nhật mới có nha các chị. Áo nha. Áo baby doll giấu quần đấy, mặc quần sọc vào trong á, hoặc là mặc quần ôm dài lưng lửng đều được nha. Nên em mã số 6 70.000. Một con áo dễ thương thế nhỉ. Dễ thương thế. Trời ơi mấy con baby doll này xinh quá là xinh thôi. Xinh quá là xinh thôi. Một con áo baby doll nó xinh như vậy này các chị. Màu nó rêu rêu xinh xanh này. Cái con này dành cho các chị eo 74, 75 quay về nhá. Cái này von cực kỳ xịn luôn. Ôi dồi em thích con này thế nhỉ. Mã số 6 cho chị Ngọc Hân. Em thích con này quá đi các chị ơi mà không vừa đây. Đấy em chỉ vậy thôi, mặc vậy thôi thấy xinh không? Ở nhà các chị cứ mặc như vậy cho em cho nó xinh. Dạ chắc mấy em đang chờ chị đóng hồ cát nha chị ơi. Mặc thoải mái, ra mồ hôi đi thay cái khác cho em. Mua vài chục cái về cứ làm việc ra mồ hôi đi thay cái khác. Trời ơi ngày em thay đầy. Dạ số 4 chị có nha chị Bùi Thị Mỹ ơi. Mã 7 cho em 70 ngàn. Em những cái con này em một ngày em thay cả chục bộ. Thoải mái thay luôn. Ô gì đó quá. Đẹp chứ? Cái này hai người ra hai bên dịch mình tưởng gì lắm. Trời ơi chị thích con này quá đi. Con này chất xô mềm lắm luôn ý. Chị cho địa chỉ chưa? Chất xô. Trời ơi con chị mềm. Chị kêu là lấy cho chị nè. Mềm lắm. Chất xô mềm. Chị đồng hồ cát ơi, chị cho em xin thông tin mà chị ra đây chị nho nho làm gì vậy? Chị nhắn tin vào trong số điện thoại địa chỉ vào trong tin nhắn cho em. Chị đồng hồ cát ơi rồi em chốt cái con này cho chị. Em chăm bay ra đây chốt chạy mà. Chị nào eo 80-84 á. Mà con này cưng quá đi á. Mã số 7 cho chị Hoàng Như Nguyễn. Cái này chị Thảo Đặng mặc được đấy em. Chị Thảo Đặng mặc được đấy. Chị bằng size chị đấy. Con này mặc mát lắm này. Cho chị Thảo Đặng. Cho chị đi chị về chị mặc cho chị coi nhà nghỉ cho nó đàng hoàng tử tế vào cái. Hôm nào em xuống ở ké. Dạ. Ở ké. Em kẹp vô đi quên em. Dạ. Hôm nào em đi xuống đó cho em ở ké bữa nha. Cho em ở ké bữa. Con này hàng hiệu Landy nhá. Rất là đẹp. Cái này Volter này các chị gì này. Nó là họa tiết đuôi công nhá. Cái này style của em. Đây là những con áo như vậy này. Em hay mặc những con này lắm các chị. Ở nhà em toàn mặc những con như thế này thôi xinh lắm. Mà con này em cũng vừa. Chị nào eo 74 quay về thì mặc đẹp. Eo 65-74 nhá. Chị nào eo 65-74 thì mặc vừa con áo này. Nó khoét vào đây này. Giống như kiểu yếm ấy. Xinh lắm. Xinh. Xinh ơi là xinh. 70 ngàn một con áo này nhá. Tên em mã số 8. Mã số 8. Mã số 8 cho chị Hoàng Nguyễn. Đây, style của em đơn giản không? Style của Trúc Phương là cứ đơn giản như thế này thôi. Chị nào eo 74 quay về. Eo eo 74 quay về là mặc xinh thôi. Rồi, lấy con chấm bi cho chị. Đây, chấm bi đây, chấm bi đây tình yêu ơi. Chấm bi, chấm bi. Chấm bi, áo chấm bi. Đây, 70 tiền miễn ship tận giường. Eo 74 quay về cho em hoa mè, hoa sói cưng vầy này. Thì tay của Trúc Phương đơn giản không? Vậy thôi, lên em mã số 9 nha. Mã số 9 cho chị Minh Hạnh Nguyễn. Chị Đặng Thanh Vân xếp hàng đến bao giờ mới được lấy hàng em ơi? Dạ, cũng sắp rồi chị ơi. Cũng sắp rồi chị. Sắp rồi. Xếp hàng bao giờ? Không phải tại chị bảo em lựa mà em chưa thấy cái nào ưng. Chừng nào em ưng lắm em mới lựa được. Còn chưa thấy cái nào ưng chút lựa được. Chị Bùi Thị Mỹ số 4 eo bao nhiêu vậy? Chị nhớ lộn bấm trước đó sợ Phương không xả, không dám xả. Số nào? Số 4. Số 4 con nào? Của chị Bùi Thị Mỹ á. Cái con đấy nhỏ xíu á. Của chị Bùi Thị Mỹ á nha. Cái con đấy lộn rồi, số 4 đấy lộn rồi mà. Con đấy eo 65. Con đấy eo 65 đấy. Sợ Phương không dám xả. Mày bỏ đấy ra chị cái eo 65 mà không có vừa đâu. Ý mẹ ơi con áo xinh.
áo hàng chị Nguyễn Hoàng có công sở không em? À, chị ơi, hôm nay em lên cái hàng này toàn là áo Babydoll nè. Công sở chị đợi em vài hôm nữa em like hết cái dòng này này. Em like chắc tối nay nữa cho nó hết cái dòng này này xong rồi bắt đầu em lên cái nước một đó chị. Lên cái hàng VIP ấy. Đó là công sở đẹp nhá. Lên mấy cái dòng đấy thì đẹp, nhiều đẹp. Còn bây giờ em đang like cái này nó ra áo chị ạ, nó áo mặc ở nhà. Cái này áo xinh lắm, áo hàng hiệu AX đây. Chị nào eo 74, eo 65 74 nhá. Úi dồi ôi cái áo này cưng. Áo hàng hiệu AX đây. Đây, áo xinh vậy này. Cái này áo mặc quần sọc xinh lắm. Đấy, cái này áo 70 ngàn một cái nhá. Hàng hiệu mã 10 cho em. Eo 74 quay về nhá. Nói chung trong đây thì nó cũng lâu lâu cũng bắt gặp những con công sở nhưng mà nó hiếm. Cái con này này, trời ơi. Thung lạnh này. Này các chị nhìn đi. Nhìn giùm em cái. Chị nào eo 90 đâu? Eo 90 á. Cái con thung lạnh này phê lòi cả ra. Cái con áo phông dài này. Áo phông dài em 1m55 là phủ gối á, các chị eo 90 là phủ bông á. Các chị eo 90 là mặc phủ bông đẹp lắm à. Mà nó này có giá này. Hàng thung lạnh mà 70 ngàn nha, lên mã số 11. Chị Thảo Đặng có em là có em đây. Đây con này nha. Rồi. Quỷ. Cái con nào xịn xò hơn đi. Con này body xinh quá. Con body xinh quá. Chị nào eo 70-72 đâu? Nhìn này. Chị nào eo 70-72 này. Con body này xinh quá này. 70 ngàn mà nó xinh vậy nè. Lên cho em mã số 12 nhá. Mã 12 giùm em. Mã 12 cho em 70 ngàn. Mã số 10 cho chị Phương Nguyễn. Cái con 11 cho chị Ngọc Châu. Đây, xì tai của em thích mấy con này lắm. Em không vừa. Ui, con này em không vừa, em chết mất thôi. Để em kiểm tra lại con vừa không. Kiểm tra lại cái vú ấy. Ôi dồi, không vừa rồi, chán đời thế. Chán đời thế, con này đẹp thế này đi. Cái này nó dạng yếm hay các chị xinh không? Trời ơi, nó xinh vậy, làm sao không một vừa này. Con này cho em nhá, siêu cưng. Chị nào eo 74, 75, 76 quay về ấy. À, đẹp như vậy đó. Em bỏ con 4 ra rồi chị ơi. Em bỏ con 4 ra rồi chị Mỹ ơi. Em bỏ ra rồi nhá. Cái con này eo 74, 75, 76 mặc vừa nha. Quay về ai chị Khánh Diệu chưa cho em số điện thoại và địa chỉ. Em chưa cho má 12 cho chị được nhá. 12 cho chị Ngọc Châu. Cái con này hoa đẹp quá. Con tơ hoa đẹp lắm. Con này lên em mã số 13 nhá. Mã 13 giùm em 70 ngàn nha. Mã 13 giùm em. Kẹp cho chị. Mã con này đẹp quá. Con này hoa đẹp quá. Chị châm hồ cho chị mấy con hoa nhí trên xào đi. Cái này Babydoll lùm xùm quá này. Dập ly dập ơ này. Cái con này các chị nhìn này. Nó là một cái chất kaki giấy mà nó mềm vậy này. Nó mềm lắm lắm luôn đấy nha. Rờ sướng lắm luôn. 13 cho chị Trung Kim. Cái con này các chị mặc á, đi tai vào nó xinh này như vậy này. Nó sẽ xòe ở cái phần dưới là vậy này. Nó là dáng xinh á. Cái này eo 72 size M á. Chị nào eo 72 size M á thì mặc cái con này xong lịp một cái đai lên là nó xòe ở dưới là vậy này. Trời ơi. Cưng nha. 70 ngàn. Mã số 14 này. 14 cho chị Kim Hoa Huỳnh. Cái con này. Úi dồi, mấy con này size nhỏ lắm mà dập ly dập ơ mới ghê chứ. Dập ly dập ơ mới ghê này. Size nhỏ lắm, size S, eo 65. Con này các chị nhìn cái tab. Cái tab hiệu này. Nhìn cái tab hiệu giùm em. Đã man không? Em kiểm tra cái eo này lại một lần nữa nha. Cái này eo 65. Chị nào size S cho em. Không đẹp không lấy tiền à. 70 ngàn mã số 15. Mã 15. Áo. Một con áo ren. Một con áo ren cho em. Chị nào có cái chân váy nhỉ. Mua con áo ren này về mặc cùng với nó này. Áo eo 80. Áo eo 80 giùm em nhé. Áo xịn. Áo ren Nhật đó các chị. 70 ngàn lên cho em mã số 16. Eo 80. Áo eo 80. 16 cho chị trải nghiệm. Đây cái con này bữa ở trong cái lô kia mà.
sao gần đấy rồi. Ở cái lô kia cả một cái áo vip nhất luôn á, để lại rồi lại để nó đã ấy rồi, giao cho người ta rồi còn sót cái áo vip nhất luôn rồi lại lại luôn á. Trời ơi cái này mặc bao mát này, chất xô hoa nhí. Chị đào eo 90 nhá, eo 90 cho em mặc cái con áo form dài này. Nó là áo các chị, áo babydoll á. Còn nếu mà các chị làm đầm nó gọi đầm ngắn ấy, nó được gọi là đầm ngắn nha. 15 cho chị Nguyễn Hạnh. Chị nào eo 90 á, lên cho em mã số 16 nha. Ê, 17 nha. 17 giùm em nhá, 70 ngàn, mấy con này nó đẹp quá. 17 cho chị Chi Võ. Đây là một con áo babydoll xịn. Nó xịn nhất từ đầu nay đến giờ á. Cái con này xịn nhất từ đầu nay đến giờ này các chị. Nó là Vonter nhá, Vonter Hoàng gia này. Các chị nhìn này, nó là Vonter Hoàng gia nhá. Nó là hiệu chuẩn của baby đó. À cái gì? Bougilow. Hàng hiệu chuẩn của Bougilow đấy. Cái này size SM eo 6572 á. Con áo xịn lắm. Eo 6572 Vonter nhá. Đấy bán rẻ cho các chị 70 ngàn đây. Mã 18 giùm em. 18 cho chị Hoàng Dung Nguyễn. Nó là con áo xịn baby đó xinh này. Mặc mấy con đó xinh thế mẹ. Úi dồi ôi. Đây là một con dây. Một con dây mà em nói là từ trước giờ chưa có con dây nào mà nó hoàng gia đẹp như con này nè. Cái họa tiết nó đẹp như con này nè. Đẹp thế. Chị nào eo 65, 74, 75. Chị nào eo 65, 74, 75 cho em nhá. Con này 100, 150 nè. Hôm nay em bán một nửa giá 70 ngàn thôi đấy. Vừa bán vừa tặng ha. Lên em mã số 19, 70 ngàn. Hết rồi còn ít rồi bán đại. Cái này gì chúa? Sao lùm xùm vậy? Còn tem nữa chứ. Úi dồi này ăn chơi. Đầm tầng ăn chơi. Cái này eo 65-70 nhá. Eo 65-70. Cái này nó còn nguyên tem nha các chị. Còn mới nguyên tem nhá. Eo 65-70 70 ngàn lên em mã 20. Áo babydoll, cái này chất tôn. Tôn Nhật. Tôn của Nhật cực kỳ xịn các chị nhá. Nó dạng giống em mặc vậy này, nhưng mà nó là chất tôn đó, mát lắm. 19 cho chị Nam Bắc. Con này các chị eo 90 quay về mặc được hết nha. Eo 80 90 mặc được hết nha các chị. Eo 80 90. Em không nhận số điện thoại và địa chỉ trên like đâu chị ơi. Nó là chất xô xịn đó các chị nhìn này. Các chị nhìn kỹ giùm em, nó tem hiệu nó này. Nó không phải dạng bình thường ha. Chị Khánh Diệu, chị cho ngay số điện thoại địa chỉ và tin nhắn Facebook nha chị ơi. Bọn em không nhận số điện thoại địa chỉ trên line. 70 ngàn mã 21. Chị Khánh chốt nhiều quá mà chị không cho số điện thoại địa chỉ và tin nhắn Facebook thì bọn em xin chặn Facebook chị nha. Sitai, ren bồng bền. Sitai của chị Hà nhà mình đây. Đúng rồi. Bây giờ chị Hà bỏ Sitai này rồi. Chị Hà không thích xì tai này nữa, chị Hà thích thì tai khác rồi. Bây giờ chuyển cái xì tai này lại cho người khác. Xinh lắm. 21 cho chị Yến Nhi. Cái này nó rất là dễ thương. Cái xì tai này là xì tai gọi là màu đen ha, ren bồng bền. Ở trong nó là áo thun cô tông form dài. Xong rồi nó thiết kế thêm cái ren bồng bền này, xì tai lắm. Cái này mặc dáng càng rộng càng đẹp. Size S, size M, size L, eo 76, 78 quay về mặc được hết nha. Đổ về lên em mã số 1 đi ha. 70 ngàn mã 1. Mã 1. Đi tiệc cho em. Chị nào eo 70, 72 nhá. Nguyên một dàn. Cái hạt này nó đẹp lắm nha. Nhìn này. Đầm tiệc nha các chị. Mã số 1 cho chị Bích Đào. Một con tiệc. Eo 70, 72 lên mã số 2 dùm em. Cái này xì tai Trúc Phương Nguyễn. Đơn giản. Nhưng mà em không vừa mới điên chứ. Con này cưng nhỉ. Em thích mấy con này lắm, chả vừa. Lụa nha các chị, một con lụa dập ly dập ơ nha. Eo 74 quay về á, ai cũng mặc được nha. Đây, xì tai của em nó đơn giản vậy thôi đấy. Rất là xinh. Mặc với quần sọt ở nhà rất xinh ha. Mấy con này nó gọi là áo hoặc đầm ngắn ha. Áo baby doll hoặc đầm ngắn ha. Nên em mã số 3, 70 ngàn, biến ship luôn nha. Ở đây có một con đầm tiệc 100 ngàn. Đẹp, đẹp vô đối.
Cái này người ta bán mấy trăm ngàn ha. Hồi nãy chị nào có chốt được một con màu xám ấy. Hồi nãy cho chị nào chốt được con màu xám này. Còn con màu tím này. Đẹp đẹp lắm luôn á. Cái này về ấy, mình thiết kế dây vào. Đã số 3 cho chị Phương Nguyễn. L6572 á. Về thiết kế dây vào đi tiệp cho em ha. L6572 100 ngàn. Lên cho em mã số 4. Mã số 4 cho chị Nguyễn Truyền. Em ơi, ghi cái con đấy 100 vào em ơi. Cái con này xinh này, chị Nguyễn Truyền hay mua mấy con xinh xinh nhỏ nhỏ đưa cho này. 70 ngàn, con này nó đẹp quá này, lụa này. Cái này lụa xịn đó chị nhìn này. Trời ơi, cái lụa gì mà nó đẹp. Nó xinh quá đi, cái này xinh nhỏ nhỏ xinh xinh này. Chị có lấy này. Úi dồi ôi, xì tai của em. Úi dồi ôi, em chốt con này đi. Em thích cái con lùn thùn này quá. Chị Nguyễn Truyền, ok chị. Cái con lùn thùn này nó còn nguyên tem rồi ạ. Ừ, con đấy cưng à, con đấy mới mà cưng thế nhỉ. Ủa, em thích con lùn thùn này thế nhỉ. À, không biết có vừa không đi. Sao mà nó lùn thùn vậy. Kiểu gì đấy, biết nó chưa hiểu kiểu gì nó lùn thùn. Chết mẹ có trường trật. Chết mẹ rồi. Cái vú bự quá. Thôi cắt một bên được đi. Chết rồi, cái vú bự quá không xuống được. Trời ơi, tiếc thế. Sao nó lùm xùm vậy mà không vừa. Hay là tại vì mặc cái đầm trong. Chứ mà thích con này quá. Nó còn mới nguyên tem lụa đi. Em kiểm tra lại có cái kiểu gì đấy mà sao nó lùm xùm tinh xinh lắm. Hoa rơ hoa ơ nữa chứ. Nê. Thế mê con đồng sụp mày quá. Chắc là L80 thì mặc đẹp ha. L84 mặc chặt cái phần này đúng rồi. Cái phần bo dưới này này. L80 thôi. Chỉ là L80 thôi ta. Em của em tầm. Nếu mà để mà em mặc thoải mái L84 thì nó khó mặc tới chút. Ô con này. Đây. Đây là những con em mê nhất đây này. Tuyệt phẩm Babydoll. Tuyệt phẩm Babydoll rồi bé em nhá. Chị nào L74 quay về á. L6574 đây này, con này giống con em mặc đây này. Nó dạng dạng như con em đang mặc đây này, cái chị này. Von xịn đây này, mà cái này nó có von hoa nhá. Còn của em là von màu thôi. Đây. 70 ngàn mã số 5 nhá. L74 quay về. Trời ơi. Cái con này mặc như không mặc luôn á trời. Nhìn này. Có giãn cực kỳ sướng nha các chị. Thung lạnh, thung lạnh. Chị nào L82 quay về cho em. L80-82 á. Cái con này bao model nha. Thung lạnh, mát rượi. 70 ngàn lên em mã số 6. Số 6 giùm em. Số 5 chốt đi con, sao được mặt đó vậy. Ngồi được mặt đó vậy con. Dạ. Sao ngồi được rửa đó vậy. Em nhớ trai. Chốt số 5 cô, sao được rửa. Đang chốt đơn nhớ trai. Mã số 5 cho chị Đồng Hồ Cát. Mẹ đang chốt đơn ngồi được mặt ra, được rửa ra vậy. Trời ơi con này. Baby Don. Mã số 6 cho chị Minh Hạnh Nguyễn. Áo Baby Don L80 nhá các chị. L78-80 không thích tay dài phải tự cắt đi ha. Hoặc là không thích tay dài phải tự tháo chỗ này ra thành sắp nách tùy. Nó túm lại các chị L78-80 quay về nha. 70 ngàn áo Baby Don. Lên em mã số 7 này. Úi dồi ôi, em thích con này quá. Ăn chơi nhá, cái này ăn chơi còn nguyên tem. Chất lụa nha. Cái này giường chiếu cho em. Cái này eo từ 76 mà quay về ấy, ai cũng mặc được cái con này ha. Mình có thể mặc giường chiếu. Mình có thể mặc trong các đầm mỏng. Mình có thể mặc đi biển. Nói chung mình có thể mặc lên giường đấy. Đẹp lắm nha. Lên cho em mã số 8, 70 ngàn. Chị cháu sơn nồng, sầu á. Chị Đồng Hồ Cát chốt trước. Xì tai của em nó đơn giản lắm không chị? Nó dễ thương vậy này. Dạ nó như vậy thôi đấy. Trên này lưới nha. Ở dưới này là von thật rất là mịn luôn này. Trời ơi con này nó phê. Chị nào L80 quay về cho em. Ai cũng mặc được hết trơn á. Trời ơi con này cưng quá. 70 ngàn. Lên cho em mã số 9 nha.
số 9. Một con áo tuyệt phẩm, áo 100.000. Nhìn nha, chất của con này là một cái dòng thun lạnh xịt nhất, mà nó mới, mà nó xịt, nó là hoa rơi như thế này nữa, hoa nhí như thế này nữa. Các chị nhìn này, mã số này. 9 cho chị Nga Bùi. Áo eo 90 quay về cho em 100.000 nha. Lên cho em mã số 10 100.000 cái áo này nha. Đẹp quá. Trời, con áo này người ta bán mấy trăm ngàn đó chị, 400 mấy 500 đó chị. Nhìn sợ luôn đó chị. Em bán con này cũng bán 100.000 đó. Mã số 10 cho chị Vân Lê. Ghi 100 đôi em ơi, áo đẹp quá. Kiếm mấy con áo này cưng quá. Một con hàng hiệu TQ. Đây là một cái con form baby doll giống em đang mặc này, các chị nhìn này. Mà con này xinh hơn nha. Con này nó xinh hơn đấy, nhìn này. Nó xinh hơn con em đang mặc ấy. Vì con này nó có hoa chân á. Đó. Chất thun rất là sướng. Hàng hiệu PQ á, cái chất thun nó mềm lắm. Chị nào eo 74, 75, 76 lên cho em mã số 11. Mã số 11, 70.000. 11 cho chị Bích Đào. Đây. Bữa nay chị Bích Đào cũng mê cái áo giống em rồi đây. Áo xịt nha. Hàng hiệu xịt sò cho em. Nhìn này, baby doll xịt này, nhìn này, cưng không? Nó cưng lắm, con này cưng lắm. Chị nào eo 70, 74, quay trở về nha. Áo baby doll lên cho em mã số 12, 70.000 cái áo nha. Mười hai đây. Đây là một cái con mà ăn chơi, vừa giường chiếu, vừa nói chung là nó rất là phê. Nhìn rồi tự biết ha. Các chị nào mê thì tự biết rồi chốt nha. Còn nguyên tem chất lụa đấy, xịn đấy. Chị nào eo 65 size S. Dã man con này quá à. Sao mê con này thế nhỉ? Bà nội cha tem nhiều lắm, tem hiệu mà. Tem trong tem ngoài. Chị nào eo 65 size S thì chốt nha. Còn chị nào size to hơn là không vừa đâu nhá. Còn nguyên tem như vậy này. Đó, lên cho em mã số 13 nhá, 70.000. 13 cho chị Tuyết Sơn. 13 đây cưng nhờ. Thề nó cưng thế. Sao mà cưng thế này trời. Trời ơi con này nó phê. Chị nào eo 90 đâu. Cái con này là các chị nhìn này. Cái biểu tượng giống như kiểu là trong mấy cái biểu tượng LV ấy, nó hay có cái biểu tượng ô ô như vậy này, đối xứng vậy này. Chị nào eo 90 nhá, thung lạnh. Thung lạnh cho em. Lên cho em mã số, mã số 14 nhá. Mã số 14 cho em. Con này eo 90 nhá. Mã số 14, 70.000. 14 cho chị Chi Võ. 14 này. Một con hiệu AX tã màn. Một con hiệu AX xịn này. Eo 65, 72, 74 mặc được hết nha. Từ eo 74 trở về mặc được hết cái con này này. Xinh không? Lên cho em mã số 15, 70.000. Ôi dồi ôi, mấy con này cưng thế nhỉ. Trời ơi con này cưng quá đi á. Cưng như vậy rồi sao. Chị nào eo 65, 72 sẽ SM mặc được đấy. SM, SM nha. Lên cho em mã số 16, 15 cho chị Bích Đào. 15 đây. Trời ơi con này cưng nha. Mấy con áo này cưng quá. Cho chị xem cái đầm đen trên xào. Đen nào nhỉ? Baby doll lụa xịn cho em. Trời ơi cái form mê không. Một con baby doll lụa xịn. Các chị thấy cái độ mát của nó không? Cái độ sướng của nó không? Nó mát rượi không? Nó còn có túi đây này. Trời ơi em mặc con này nó bao phê. Lụa xịn. Trời ơi nó xịn. Chị nào cái con này để em kiểm tra coi.
Cái này eo 80 quay về mặc đẹp nha. Chị nào eo 80 quay về mặc cái con baby doll xịn này được nha. Chị Hương Đạm chưa cho em số điện thoại và địa chỉ và tin nhắn Facebook. Em chưa cho mã 16 cho chị được nha. Con này lên mã 17 cho em này. 16 cho chị trải nghiệm. 16 đây. Nó nhỏ nhỏ xinh lắm á chị ơi, nó dạng nhỏ xinh quá trời á. Đa số cái dạng áo là đẹp. Hello bạn mình. 17 cho chị Minh Trang Trương. Đây, xì tai của em đây. Trời ơi, con này mà mặc quần sọc mình nghiền luôn. Eo 80 đây, cái chị nhìn này thung lạnh này. Thung lạnh mà eo 80 mà nó xinh vậy này. Xì tai em đấy. Mặc quần sọc vào cho em nhá, bao đẹp, áo Barbie doll nè. Lên em mã số 18, 70 ngàn, 17 đây. Con cưng nhỉ. Cầm nó thấy mê rồi. Cái con này không mê, không lấy tiền, nhìn này. Nhìn này các chị, trời ơi nó sướng lắm ý. Chị nào eo 74, 75, 76 đâu. Eo 74, 75, 76 thúc lại nha. Lên cho em mã số 19 nha, 70 ngàn. Cái dòng này đã lắm á chị ơi. 18 cho chị Phước Nam. 18 đây. Cái này mặc quần sọt vào giống em đang mặc này các chị này. Xinh lắm, các chị làm công chuyện nhà cho nó xinh nha. Con này nó cưng quá này. Chị nào eo 74 quay về nha. Này, ôi cưng không. Trời ơi cưng. Chị nào không thích mặc cái chân váy ở dưới á, về lấy kéo cắt ngang vào này, thành cái áo của laptop top. Xinh à. 19 cho chị Vương Lê. Lên em mã 20, 19 đây. Cái này là gì đây? Một con khoác free size. Một con khoác tay bồng free size này. Khoác xịn đó các chị nhìn này. Đó, một con khoác nha. Chị nào lấy khoác lên khoác cho em. Khoác free size 70 ngàn. Khoác cực kỳ mát luôn nha. Ai lấy khoác giùm em. 20 cho chị Harry Bảo Hân. 20 đây. Cái này không thích về là mình cắt ngang thôi, thành cái áo của laptop xinh lắm nhá. Này, xinh lắm, còn không cứ để bề mặt cho em xuông xuông vậy ha. Dễ thương, có mấy chị nào. Khoác cho chị Phước Nam. Đây, khoác đây. Có mấy chục ngàn em biến xếp cho nó thầu mặc ha. Mấy cái này mặc thông dụng hàng ngày giống em này. Em mặc hàng ngày như thế này này các chị. Đây, cái con này hoàng gia nha. Một con gấm hoàng gia. Các chị nhìn này. Ở trên đây nó có mấy cục đá nha. Cái màu nó buồn buồn vậy đấy. Nó tây lắm. Chị nào eo 80-82 nhá. Eo 80-82 là mặc cái con hoàng gia này đẹp này. Đó. Eo 84 được luôn nha các chị nhá. Eo 80-82-84 được luôn nhá. Lên em mã số tới nhiêu rồi nhỉ? 21 hả? Mã 21 giùm em nha. Mã 21 Lucky Anna Vinh. Áo. Yêu ơi dễ thương. Sao đâu ra dễ thương vậy? Áo này size S, size M thôi nhá. Mặc rộng rãi size M. Eo 74 quay về nó đẹp. Eo 65, 74 á. Áo caro xinh thế em biết nữa. Chị Lucky Anna Vinh chưa cho em số điện thoại và địa chỉ và tin nhắn. Em chưa cho mã 21 cho chị được nha. Áo lên mã 1 cho em nhá. Mã 1 cho em. 21 cho chị Bùi Thị Mỹ. 21 đây. Áo nghi con này nó có cái xét quá. Nghi con này có xét quá ra. Nếu mà có thì chẳng bán con mẹ mất hết rồi. Như vậy đó, em nhớ là như vậy. Nhớ cái xét. Áo von xịn. Áo bí xài. Áo bí xài các chị nhá. Này, cái áo này này ở trong nó có cài cúc rồi, nhưng cái chỗ này nó thiết kế giống áo khoác này. Rất là mềm, áo bí xài cho em nhá. Áo xịn đấy. Áo rất là xịn cho em. Các chị biết size là cứ eo 100 là thoải mái luôn á. Nói chung các chị eo 90. Nếu mà muốn mặc thì mặc, còn không thì các chị eo 100 á. Gọi biết size. Bích Đào. Áo biết size. Biết Đào ở đây. Áo biết size đây. Cái con số 1 này cũng áo đây. Chị nào lấy số 1 thì lên số 1 nha. Con áo này cưng lắm này. Cái con áo này xinh, bao xinh này. 70 ngàn áo bao xinh nhá. Chị nào lấy con này eo từ 74 quay về là mặc đẹp cái áo này. Eo 74 quay về mặc đẹp nhá, 70 ngàn mã 1 đây. Đây, Trúc Phương là mê mấy con áo này. Thích mấy con áo này. Chắc em để con này em bơi. Hồi nãy có con dạng dạng vậy nhỉ. Bán rồi. Để con này em bơi cho nó mát mát đi.
Đây, áo baby doll đây. Cái này giống Trúc Phương đang mặc này, dạng dạng baby doll này các chị. Giống em mặc mấy con baby doll này xinh lắm. Cái này các chị là cứ eo, các chị là cứ từ từ size S, size M, size L bơi hết vào đây ha. Size S, M, L bơi hết vào đây giùm em. Cưng không? Thề con này cưng vãi ra. Nó lùng thùng, nó xinh lắm. Mặc mấy quần sọt á. Lên em mã số 2, 70 ngàn. Cái này có giãn nha. Thung lạnh. Thung lạnh cho em nhé. Cái này xinh vậy này. Chị nào eo 78, 80 quay về. Chị ta em đơn giản lắm. Đấy, lên cho em mã số 3 nhé, 70 ngàn. Mã số 2 cho chị Song Thu. Quá lùng thùng cái này luôn. Nó quá lùng thùng cái này. Dễ thương không? Mã số 3 cho chị Tuyết Sơn. Cái này nó lùng thùng lắm. Cái này eo 74, 75 quay về nha. Eo 74, 75, 76 gì đó, quay về ha. Về mình mặc mình chán đi, mình không thích cái chân váy nữa, mình xém cái chân váy đi, mình lấy cái áo nha. Mình lấy cái áo mình mặc ha. Nói chung mình tự thiết kế ha. 70 ngàn mã số 4. 2 đây. 3 đây. Một con áo khoác VIP 100 ngàn. Cái con này em nói thật nữa, chỉ muốn cắt đi thôi. Con này 100 ngàn cho em nhá. Chị nào lấy con này lên mã khoác free size. Trời ơi nó sướng, chỉ có một từ cho nó là sướng thôi. Chỉ có một từ dành cho nó là quá sướng cái con áo này. Tụi em khui trong kiện đầm vi nhật ra mới có những cái con sướng như vậy thôi, chứ còn bình thường đâu ra mà có này. Sướng lắm luôn nha. Cái màu này đẹp nữa. Đó, chị nào lấy con này thì lên cho em mã gì nhảy khoác hả? Khoác kèm nha, xịn nha, khoác xịn ạ. Khoác xịn 100 ngàn. Cho chị Trịnh Kim Trần. Úi dồi, hàng hiệu Gu bảo sao xịn. Hàng hiệu Gu đấy các chị. Hàng hiệu Gu đấy. 4 đây, 70 ngàn đây. Con áo khoác này hàng hiệu Gu đấy nhá. Chị nào lấy cái này lên mã khoác. Mã khoác 100 ngàn hàng hiệu Gu nhá. Hàng hiệu Gu cho em. Con này cưng quá à. Xì ta em. Chị nào eo 74, 75 quay về nhá. Thung lạnh. Nhìn này. Cái con này mặc báo xì tai. Eo 74, 75 quay về. Lên cho em mã số. Mã số 5 nhá. 70 ngàn mã số 5. Khoác cho chị... Mã khoác đây. Cho chị Phước Nam. Em ghi cái này vô 100 ngàn chị. Còn vài con 70 nên nốt đây ha. Mã số 5 cho chị Nguyễn Hà Nguyễn. Số 5 đây. Mấy con này mặc mát lắm á chị ơi. Thung lạnh mà. Thung lạnh xịn mà. Xì tai của em chất thung nhá, rất là mát. Eo 80 quay về dùm em. Mặc quần sọc như vậy các chị nhìn này. Nó dạng áo và bi đòn á. Hoặc là đầm ngắn á. 70 ngàn nhá, lên cho em mã số 6. Mã số 6 cho em. Đây. Cái này không mê, không lấy tiền nha. Quá trời mê luôn cái này. Eo 80 quay về cho em. Chị nào eo 80 quay về. Sướng lắm này. 70 ngàn lên cho em mã số 7 này. Mã số 6 cho chị Hà My, à Hoàng My. Con này cho em nha. Eo 78 quay về. Chị nào eo 78 quay về. Lên cho em mã số 8, 70 ngàn. Số mấy? Số 6. 6 đây. 6 đây. Số 7 cho chị Hoàng My luôn. 7 đây. Mã số 8 cho chị Minh Trang Trương. Số 8 này. Cái này chất thô, chất xô mát đó các chị, mát rượi à. Cái này eo 90 nhá. Eo 90 dễ được không? Eo 90 cái này cái chất mềm lắm, cái chất này nó mặc mát này, chất thô á.
rất là mát. Em 90 cho em 70 ngàn, lên cho em mã số. Mã số mấy rồi nhỉ? Số 9. Mù số rồi. Một con áo baby doll xịn này. Đây. Trời ơi, các chị nhìn cho em dùng cái chất này nha. Cái chất này nó giống như kiểu chất tắp ta, các chị thấy không? Nó xước ngang này. Nó giống như cái chất mà... Số 9 cho chị Phước Nam. Cái chất thun này này, nó giống như cái con gấm tắp ta, các chị thấy đấy. Chứ không phải nó bị xước đâu nhé. Ngày xưa em gặp mấy con tắp ta em toàn vấp đi. Em ngu lắm các chị. Mẹ chất tắp ta nó như vậy mà mình không biết, mình toàn vấp đi thôi. Đây. Còn bây giờ gặp những cái con chất thun này nó y chang như vậy đó nha. Nó nguyên cái đầm nó là như vậy nha các chị nha. Không phải là, không phải nó xước đâu nha. Trời đất quý thần ơi. Một con áo, một con áo xịn này. Chị nào eo 74 quay về nhá. Eo 74 quay về áo Barbie doll này này. Cho chị Tuyết Sơn. Đây chị Tuyết Sơn này, áo này. Áo đấy, xinh xinh lắm. Trời ơi. Ngày xưa em không biết, em toàn vất đi mẹ lỗ chồng credit lên. Mà khui đầm nó ra mấy cái áo với lại mấy cái đầm đấy các chị ngu lắm. Sợ mà, sợ mất uy tín này, không dám bán. Nhưng mà không biết nói chất gì để cho người ta biết. Nó là cái chất đó đấy. Nói chung là này thùng lạnh này. Còn tem nhá. Cái này chị nào eo 74 quay về thì mặc đẹp. Eo 70-74 này, xinh không? 70 ngàn, mã số 11 đi, 11. Sao mù số rồi trời. 11 cho chị Tuyết Sơn. 11 đây. Chị Bích Đào cho em con đang treo đi. Đang treo em đang định để em bơi đó chị, xuyên thấu đây. Này, xuyên thấu này. Trời ơi, con này mặc đi biển thì út rồi ôi. Mặc giường chiếu thì út rồi ôi. Đây, cho chị đây, chị về chị giường chiếu. Đẻ thêm mấy đứa nữa. Ghi tặng vô đi bé, mày ghi tặng cho bà đẻ. Để bà đẻ mấy đứa nữa, chết không. Để em nhặt cho chị mới truyền vài con nữa, để em xuống, em like vài con nữa, xuống like này. Ôi, con này em chốt cho nó mát. Con tôn này em chốt này. Con tôn này em mặc like xinh lắm này. Đây, xinh ôi là xinh. Cái con này gì đấy, ôi. Một con áo hoa nhí. Một con áo nha. Chị nào eo 74 quay về mặc con áo này đẹp. Mặc con áo này cuộn sọc đẹp lắm. Áo con này. Áo đẹp như vậy đó, 70 ngàn nha. Áo hoa, hoa nhí. Mã số 12 nhá, 70 ngàn áo. Trời ơi, cái gì đấy dễ thương thế này trời. Trời ơi, nó bé tí là dễ thương thế. Cái này eo 70-72. Trời ơi, xinh quá này. Sao mà xinh vậy trời. Xinh nhảy, nó dạng áo baby doll đó các chị. Xinh không? Áo. Cái con này dạng áo á, đầm ngắn. Áo, cho chị Bùi Thị Mỹ. Áo ở đây này, con mã 12 này. Mã 12 đây. Cái con này đẹp quá à, con này xinh quá, nhỏ xíu à. Chị biết nào thích con này à? Con này nhỏ xíu quá chị ơi, xinh không? Trời ơi, cái này mặc mấy cái dạng mà tin đây, mấy tình yêu tin đây, hoặc là có con gái à. Ai có con gái mặc cái cho về mặc cái xinh này. Đây, mình bỏ vào cho chị biết nào đây. Em coi còn vài con nữa, nên nốt về nghỉ ha. Cái chị truyền đâu rồi, chị truyền ơi, em nhặt được mấy con xinh này, em đưa chị có lấy nhá. Rồi, đây, áo baby doll đây. Áo baby doll xì ta em đây. Đây xì ta em nó cứ như vậy này. Áo baby doll như vậy ha. Eo 90 quay về ha. Eo 80-90 á. Co giãn thung lạnh mà. Cái dòng này dòng thung lạnh mà. Cái này lên em mã 1 đi ha. Mã 1 70 ngàn áo nhá. Áo baby doll. Úi dồi ôi. Chúc mừng chị nào chốt được cái con áo baby doll này này. Dễ xiên nó xinh. Em mê con này thế nhỏ mày cũng vừa. Eo 74 quay về thôi. Mã số 1 cho chị Phước Nam. Áo baby doll. Eo 74 quay về mã số 2 dùm em 70 ngàn. Trời ơi nó cưng lắm, mấy cái áo nó cưng thế nhờ. Cưng vãi cả ra. Mã số 2 cho chị Tuyết Sơn.
cái con này hàng hiệu AF này, AX này. Con này ren mà hàng hiệu, các chị nhìn này, cái con hiệu này. Cái hiệu AX này nó rất là nổi tiếng ấy. Nó dạng áo baby doll như vậy ha. Chị nào eo 74 quay về nhá. Eo 74 quay về lên em mã số 3. Đúng, hãy đây. Mã số 3 cho chị Tuyết Sơn. Một con dây xịn nha, con dây lụa này. Chị nào eo 78 quay về nhá. Eo 78 quay về lên cho em mã số 4 này, số 3 này. Cái con này còn nguyên tem nhá. Cái này size của em đây, nhưng mà size này nhỏ em không vừa. Chị nào eo 65 72 á. Eo 65 72 cái này còn nguyên tem nhá. Lên em mã số 5 này, 70.000 này. Chị Truyền ơi. Chị Truyền còn đấy không? Cái này mấy cái này size nhỏ đây này, xinh xinh vậy này. Nó thuộc về size S, size S, size S size nhỏ nhỏ vậy này, hoặc là chị nào có con gái xinh xinh đây này, nhỏ nhỏ này. Đấy chị lấy không? Em để cho mấy con này xinh lắm mà nó hàng toàn hàng xịn thôi đây này. Mã số 4 cho chị Nam Bắc. Đấy có mấy chục ngàn cái, 70 ngàn cái em giặt ủ sạch sẽ rồi này. Chị ok thì em để cho mấy cái này luôn rồi, mai đi đơn luôn này. Mã số 5 cho chị Tuyết Sơn. Đây, 4 này. 4 này. 5 này. Chị Tuyết Sơn cũng xanh, cũng thích cái con mấy cái con xanh nhỏ này hả? Nó xinh lắm, nhà em vui đầm nhật mới có mấy con này thôi chứ. Dễ thương vậy này. Chị Truyền còn đấy không? Hay chị Truyền không lấy thì chị Tuyết Sơn không lấy thì em để cho rồi nhiều người nghỉ này. Đấy. Em 90 không có chị, em 90 bữa nay là nó size nhỏ mà chị, mà em xà cuối nó size nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Em 90 nó lâu lâu mới có cái thôi nhá. Chứ nó có nhiều ha. Đây này có mấy chục ngàn cái nó đẹp không? Xinh vậy đó. Xinh quá rồi như vậy này. Chị nào lấy lên giơ tay nào. Giơ tay nhanh còn kịp. Để em xuống em rồi em xuống like nào. Đẹp không? Đấy chị nào mà có con gái hay là đấy, xinh xinh vậy này. Đấy. Mấy cái con này size nhỏ nhỏ xinh quá đi thôi á. Size nhỏ nhỏ xinh nhờ. Chị biết mà hơn chị Truyền không lấy cho chị. Cho chị ở đây, nhỏ xíu này. Nhỏ mà nó xinh lắm chị ơi, mấy cái này size nhỏ. Một con này, hai con này, xinh lắm. Ba con, bốn con, năm con. Này, ghi vô đi cho chị mô hình đi, em đổi xuống like em nghỉ đi. Chị ơi, hết mà có thấy em chọn cho, đừng lo nhá. Đừng lo, tại vì mấy cái này nhà em hay like đấy mà. Chắc tối nay tranh thủ lại một like nữa, mai hết rồi. Hết mấy cái này rồi. Ở đây có một cái chân váy xịn, một cái chân váy VIP, một cái duy nhất, có nguyên đai. Cái dòng này nó VIP nha, dòng này dòng đắt tiền lắm nha. Đây, cái dòng này hàng hiệu mặc tem quá trời vậy này, nó mới tinh luôn. Size của chị Kim Mo Huỳnh. Cái con này 250.000, em tính chị 200.000 thôi, chị ok bảo em. Đẹp như vậy này, form xe đẹp vậy này. Á, nó đẹp. Còn nguyên đai luôn chị ạ. Nó còn nguyên đai luôn nha chị Kim Huỳnh nha. Nó còn nguyên đai mà nó hàng xịn ấy. Nó hàng hiệu ấy. Form Âu nữa chứ. Tính chị 200 ngàn thôi, vừa bán vừa tặng nha. Người ta bán cái này cao lắm ấy. Em cứ bán theo cảm tính rồi. Đấy, nó mới vậy đó. Đẹp vậy đó. Nó mới không một tì vết nào nha. Không một tì vết. Eo này nhỏ chị Thiên Cậu ơi. Cái này nhỏ, size của chị Kim Huỳnh ấy. Eo 65-70 thôi. Chứ cái này không có sẽ size to nhá. Cái này size to là em thích này. Chị Kim Huỳnh ơi, chị ok không? Chị ok hốt cái này không? 200 ngàn chị hốt hốt đâu. Hôm nay em chốt cho người khác mất đây. Chân váy xòe. Hàng hiệu Vicky. Hàng hiệu Vicky chứ phải đơn giản đâu à. Còn mới dường okay. Dường như 100% mà còn đai, còn tem. Còn đai, còn tem. Phong Âu nữa chứ chết luôn này. Nhìn này. Hàng hiệu Vicky dã man đẹp này. Em đi con này 200 mua cho chị Kim Hoa Bình này. Rồi các chị ơi em nghỉ like nhá. Tối sẽ vào like tiếp nhá. Nghỉ cho các bé nó nghỉ ăn cơm ấy. Chúc các chị và gia đình nhiều sức khỏe nhá. Ăn cơm chiều ngon miệng. Tối vào ủng hộ em nhá. Để mai em đi đơn ha. Bye bye các tình yêu nhá. Bye bye và hẹn gặp lại.